độc quyền các anh chị ạ. Chúng ta độc quyền và chỉ có Robby là có thôi, cho nên là chúc mừng các anh chị. Đây là một sàn thương mại điện tử rất là thông minh, và Thía xin chia sẻ với các anh chị là Thía cũng đã hợp tác được gần 4 năm rồi các anh chị ạ. Thía vào hợp tác cùng với Robby từ cuối tháng 12 năm 2020. Lúc đó thì dịch Covid-19 bắt đầu phát triển ở Việt Nam, và sau đó thì ảnh hưởng rất là nhiều. Và năm 2021, năm 2022 là 2 năm mà dịch Covid-19 đã làm cho các cái doanh nghiệp ở trên thế giới cũng như là Việt Nam của chúng ta rất nhiều các cái doanh nghiệp phá sản, nhiều công ty phá sản, và nhiều người là mất việc rồi, thì là thu nhập của mọi người rất là thấp. Thì lúc đó Robby lại tỏa sáng ngay chị ạ. Từ lúc mà Robby thành lập từ tháng 11 năm 2018 thì chỉ là cái văn phòng khoảng hơn chục mét vuông thôi, và lúc đó là có vài nhân viên thôi các anh chị ạ. Và nhân viên, và lúc đấy sản phẩm của chúng ta chỉ có sản phẩm là mỹ phẩm thôi, không có cái sản phẩm gì khác. Nhưng mà sau đó thì Robby của chúng ta sau sau 5 năm thì các anh chị thấy được là đã phát triển lên rất là lớn mạnh rồi. Bây giờ chúng ta thấy được là cái số lượng đối tác của chúng ta rất lớn, trên 100.000 đối tác rồi. Thế và doanh thu của chúng ta một năm là trên 1.200 tỷ rồi các anh chị ạ. Và năm nay thì dự kiến nó khoảng là 1.500 tỷ các anh chị nhé. Thì thực sự là một cái doanh nghiệp mà nhỏ như vậy, một doanh nghiệp mà sau 5 năm bình thường mà theo thống kê trên thế giới ấy, thì sau một năm và sau 5 năm thì số lượng mà doanh nghiệp mà còn tồn tại, doanh nghiệp startup là còn tồn tại thì đâu đó nó chỉ còn vài phần trăm thôi các anh chị ạ. Nhưng mà Robby của chúng ta thì gọi là vươn mình phát triển rất là mạnh mẽ, không chỉ ở Việt Nam và vươn ra ra thế giới rồi. Hiện tại thì chúng ta đã có năm nước là đã có trụ sở văn phòng của Robby rồi, và chúng ta đã được rất nhiều các sinh viên của các trường đại học ở trên thế giới đã về để thực tập cũng như là tìm hiểu cái mô hình thương mại điện tử của Robby. Thì như vậy, nói như vậy để các anh chị thấy được là chúng ta đang hợp tác với một công ty đã có cái tiềm năng phát triển rất là lớn. Hiện tại thì công ty đầu tư rất là lớn mạnh về công nghệ này, về sản phẩm này, rồi về hỗ trợ cho các anh chị để tìm kiếm khách hàng. Đó là chúng ta ngoài cái việc là có app của khách hàng, app của đối tác của chúng ta để có thể lên đơn được cho khách và quản lý được khách hàng, đơn hàng, quản lý tất tật mọi thứ, kể cả doanh thu và phát triển, phân tích các cái chỉ số của chúng ta. Thì ngoài ra thì chúng ta lại có một cái app dành cho khách hàng. Đấy là các anh chị thấy được là rất nhiều các anh chị trong thời gian gần đây là họ chỉ có đi cài app cho khách hàng thôi, thì khách hàng tự lên đơn và mình cũng có tiền. Đấy là đã gọi là nhiều người nói rằng, các anh chị nói rằng là đấy là thu nhập tự động ghê chứ đâu ạ. Mình ngủ mà người ta lên đơn là mình cũng có tiền. Nhưng mà mình phải duyệt đơn một chút. Còn nếu không duyệt đơn thì sau 7 ngày thì cái đơn đấy nó tự động đi cái chị ạ. Còn nếu không muốn đi kịp thời là chúng ta phải thấy nó cái app, nó báo ở trên app của chúng ta ấy, áo app Robibit ấy, thì chúng ta sẽ duyệt đơn, thì lúc đấy đơn sẽ đi, và khi mà đơn hoàn thành thì thì xin phép là tắt mic mọi người chú ý một chút là chúng ta vào chúng ta nhớ tắt mic nhé. Chúng ta bật cam nhưng mà tắt mic anh chị ạ, bật cam nhưng mà chúng ta lại tắt mic để chúng ta có thể là trật tự để cho mọi người cùng cùng tham gia học nhé các anh chị nhé. Thì nhớ một cái điều như vậy nhé anh chị. Thì Thía xin chia sẻ các anh chị, giới thiệu chút cho các anh chị về cái nền tảng thương mại điện tử tư vấn của Robby. Đó là cái nền tảng thương mại điện tử tư vấn của chúng ta là nơi kết nối giữa các nhà phát triển sản phẩm và các tư vấn viên như là Giang Thía và các anh chị. Chúng ta được gọi làm sao để có đơn trên app Robibit. Rồi bạn nhớ cứ cứ học nhá, các anh chị cứ học đi. Thế sau đấy phần cuối chương trình thì Thía sẽ giải đáp các anh chị nhá. Thì làm sao để có đơn thì lát nữa thì Thía sẽ gì ạ? Thía sẽ gì ạ? Thì Thía sẽ chia sẻ và chúng ta có các cái chủ đề về 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 bán hàng nữa các anh chị nhé. Cho nên là các anh chị cứ bình tĩnh, các anh chị cứ bình tĩnh rồi chúng ta sẽ học dần dần, các anh chị học từ từ là chúng ta sẽ hiểu này. Thì Thía xin được chia sẻ lại một chút cái này. Và nhờ 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 hot có hot hỗ trợ cho Thía Diệp nhé, để mọi người vào nhé. Là sàn thương mại của chúng ta là kết nối giữa nhà phát triển sản phẩm. Ở đây có nghĩa là chúng ta hiểu là các anh chị cũ thì đã hiểu rồi là nhà xác định tại sao gọi là nhà phát triển sản phẩm rồi, các anh chị mới thì có thể không hiểu là tại sao lại gọi là nhà phát triển sản phẩm, và chúng ta gọi là tư vấn viên đúng không ạ.
Nhà phát triển sản phẩm thì thường là chúng ta thấy được gọi là nhà cung cấp, là họ đưa cung cấp vào đây, sản phẩm vào đây, vì chúng ta có hơn 2.000 sản phẩm rồi, gần 3.000 sản phẩm rồi đúng không? Thì gọi là nhà nhà cung cấp, nhưng mà chúng ta không chỉ là gọi là nhà cung cấp mà gọi là nhà phát triển sản phẩm, có nghĩa là sản phẩm đó vào đây là phải đảm bảo về chất lượng, làm đảm bảo về tính pháp lý, và sản phẩm đó là phải tạo ra cái giải pháp cho khách hàng, và nhà phát triển sản phẩm phải có trách nhiệm là gì? Hỗ trợ cho chúng ta là sẽ phải đào tạo cho chúng ta hiểu về sản phẩm để chúng ta phát triển lên cái tầm cái giá trị của sản phẩm đó, chứ không phải đơn thuần là cung cấp sản phẩm vào đây để cho chúng ta đi bán đi kinh doanh, nghe chị ạ. Còn chúng ta không phải là chỉ là đối tác thông thường cái chị, mà gọi là tư vấn viên, hay còn gọi tiếng Anh gọi là storyteller. Thì tiếng Anh, nếu các anh chị nghe đọc tiếng Anh mà ai đã hiểu về tiếng Anh thì chúng ta thấy là storyteller là những người kể chuyện đấy ạ. Thì ai là gì ạ? Cái hôm nay không có điểm danh các chị nhá, anh chị cứ nghe đi ạ, không có điểm danh, mà chúng ta học để chúng ta lấy kiến thức, để chúng ta lấy kiến thức để chúng ta làm thôi các chị ạ. Anh chị cố cố gắng lắng nghe nhé. Chúng ta không có điểm danh và cũng không có mini game ở trong cái buổi học này các anh chị ạ, mà chúng ta chỉ có cái kiến thức để các anh chị học, các anh chị ghi chép lại, anh chị có thể chụp lại ghi chép lại, và sau đó thì phần cuối thì sẽ hỗ trợ các anh chị nhé, để ôn lại cái bài ngày hôm nay để xem các anh chị đã hiểu chưa, để chúng ta làm có công cụ và có kiến thức ấy, để chúng ta trang bị vũ khí cho mình để chuẩn bị chiến đấu, để chuẩn bị kinh doanh các anh chị nhé. Thì chúng ta là những người kể chuyện các anh chị ạ. Những người bán hàng ở đây là những người người ta kể chuyện rất là dễ thương, và chúng ta có bán đa nền tảng các anh chị ạ. Không chỉ bán là gì ở trên Facebook, trên Zalo, hay là các anh chị còn có thể bán ở TikTok, rồi còn có thể là gì bán trực tiếp, bán mối qua mối quan hệ, rồi có thể là các cái chương trình hỗ trợ livestream của công ty nữa, có nhiều cái phương thức có thể là bán hàng được. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta vẫn là những người mà tư vấn viên, là tư vấn cho họ để khách hàng của chúng ta hiểu về sản phẩm, bởi vì sản phẩm vào đây là sản phẩm có cái giá trị rất là tuyệt vời các anh chị ạ, giá trị rất tuyệt vời. Sản phẩm vào đây là những cái giải pháp cho khách hàng, mà có thể là những sản phẩm người ta tốn rất nhiều tiền, hoặc là người ta có thể đi rất là nhiều các cái bệnh viện, hoặc là rất nhiều nơi mà người ta tìm, hoặc là người ta đã dùng các cái sản phẩm nhưng mà có thể là chưa có gì ạ, chưa có cái hiệu quả, nhưng mà ở đây thì chúng ta gặp sản phẩm của chúng ta và có những cái tác dụng, có những cái giá trị mà có thể là mình đánh trúng vào gì ạ, vào nỗi đau của khách hàng, thì có thể giải quyết được các cái nỗi đau của khách hàng đấy chị ạ. Đó thì là chúng ta sẽ gọi là các anh chị đối tác là gì ạ, là storyteller, là những người tư vấn viên. Còn nhà phát triển sản phẩm là họ vào đây họ phải gì ạ? Phải tư vấn sản phẩm theo cái giải pháp, theo lộ trình và tính năng độc đáo và cái giá trị cao. Thường là chúng ta bán hàng theo cái giải pháp, ví dụ như là một người bị đau dạ dày thì chúng ta sẽ kết hợp uống cái gì với cái gì đúng không ạ? Không biết cách kể chuyện thì chúng ta sẽ được học các anh chị nhé. Hôm nay là cái buổi học đầu tiên các anh chị ạ. Các anh chị sẽ được học dần dần các anh chị nhé. Không biết cách kể chuyện, tư vấn nói mình khách không hiểu thì sai vấn đề, đúng rồi, chúng ta sẽ được học hết các anh chị ạ. Chúng ta học hết. Chứ còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng các anh chị, nếu các anh chị vào rồi các anh chị nghĩ rằng là không phải làm gì mà cũng có thu nhập, không phải làm gì mà khách vẫn mua hàng, thì ở một góc độ nào đó thì chúng ta có thể hiểu nó cũng đúng một phần, nhưng mà ở đây đều Ruby là không phải là mang mọi thứ đến cho các anh chị gọi là tự nhiên không làm gì mà có ăn đâu. Tất cả các anh chị thấy là trên trên đời này không có cái gì mà không làm mà cũng có ăn cả, chỉ có là có phương pháp làm hay không, có người chỉ cho các anh chị phương pháp và cách làm có thể đơn giản dễ sao chép và chúng ta có thể dễ làm đấy chị, nhưng với điều kiện là chúng ta phải chịu làm. Chứ còn nếu như mà chỉ cho các anh chị nhưng các anh chị cũng không làm thì cái gì không có gì tự nhiên đến cả đấy chị đấy. Thì cũng 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 nói qua một chút như vậy để các anh chị cũng có cái tâm thế các anh chị nhé, sẽ giúp cho các anh chị là vào đây, nếu các anh chị thành công là những người các anh chị sẽ được hỗ trợ để có thể nâng tầm lên các anh chị ạ. Nâng tầm lên, và chúng ta dù chúng ta nếu có xuất phát điểm chúng ta là thấp này, chúng ta không có trình độ, là chúng ta không có mối quan hệ, thì chúng ta cũng không biết nói chuyện gì. Có rất nhiều người cũng không bao giờ là lên trên mạng Facebook đăng một cái gì cả, không bao giờ đăng bài ở trên Zalo gì cả, thậm chí là chỉ quan sát mọi người thôi chứ cũng không nhắn tin, không kết bạn gì hết. Có người chỉ có một vài chục chục người ở trên mạng xã hội thôi, ví dụ như vậy. Thì lúc đầu là rất là tự ti, không biết là mình có làm được hay không, hoặc là vùng quê của mình thì
nhiều người người ta cũng không có mua hàng đâu, mình cứ nghĩ như vậy và cứ nghĩ là không thành công, nhưng mà đã có rất nhiều người thành công rồi các anh chị, rất nhiều tấm gương dù là cao tuổi, có những người rất là cao tuổi và người ta mong muốn. Trong tim của Giang thì có những người mà 60 tuổi rồi nhưng mà mong muốn một ngày có 30 tiếng, 30 giờ để có thể làm copy các anh chị ạ. Và hôm nay chị khoe rằng là chị vào đây là 7 tháng. Vào 7 tháng mà thu nhập từ cả các thứ vào mà mấy trăm triệu đấy các chị. Ý là người ta đã làm gì ạ? Làm hết mình các chị, làm hết mình thì cũng sẽ có thu nhập cao các chị. Thì đấy, thì nó một chút như vậy thôi, để tiếp tục quay lại trở lại cái kiến thức mà các anh chị cần phải học ngày hôm nay. Đó là gì? Là sản phẩm của chúng ta sẽ tư vấn theo giải pháp, chúng ta không phải bán cho khách hàng là xong, chúng ta mong mau bán được hàng, bán được xong rồi đi tìm khách khác, không phải như vậy, mà chúng ta sẽ gì ạ, sẽ hỗ trợ cho khách hàng gì ạ, trước, trong và sau bán. Sau đấy chúng ta sẽ gì ạ, bán rất nhiều sản phẩm cho một khách hàng, chứ không phải là chúng ta chỉ bán một sản phẩm cho khách hàng sau đó lại tiếp tục phải đi tìm rất nhiều khách hàng, không phải như thế. Mà chúng ta sẽ làm sao để đây khách có thể mua rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm về sức khỏe, thực phẩm bổ sung, hay là sản phẩm về mỹ phẩm trang điểm, hay là sản phẩm về tiêu dùng, có những sản phẩm tiêu dùng cao cấp rồi các cái thực phẩm, sản phẩm bán theo mùa, ví dụ như là bánh trung thu, chuẩn bị là có bánh trung thu ở trên kệ này, thế rồi là bánh quà Tết này, thì đấy là những cái theo mùa, hoặc là những sản phẩm công nghệ mới như là gì ạ? Hoặc điện tử gia dụng như là máy lọc nước rồi máy máy gia dụng, các cái điện máy gia dụng đều có các anh chị nhé, đều có. Và các cái điện thoại thông minh thì ở đây ai mà là thích cái dòng Oppo là sản phẩm mà cái điện thoại này chụp rất là đẹp thì ở đây trên kệ của chúng ta có, hay là sản phẩm các cái sản phẩm giá trị cao thì thường người ta phải tư vấn như là xe ô tô, bất động sản và bảo hiểm, thì chúng ta thấy được là ở đây á, thì chúng ta đang có gì ạ? Có xe máy điện cái gì à, có xe điện là đang có rồi, có xe điện này rồi. Bảo hiểm thì chúng ta có bảo hiểm phi nhân thọ, có bảo hiểm là ô tô xe máy cái gì ạ, và chúng ta hướng tới là sẽ có rất nhiều sản phẩm nữa, có thể có những cái sản phẩm dịch vụ như là tour du lịch này, hay là cái dịch vụ massage làm đẹp gì đấy, chúng ta có thể có những cái combo về 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 mà cần phải tư vấn nữa thì sau này sẽ có cái chị nhé. Và những cái sản phẩm của chúng ta là đào tạo nhé, được đào tạo, và chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ bán là kinh doanh sản phẩm là thông qua cái hình thức là chúng ta phải tư vấn hỗ trợ. Và ở đây thì có rất nhiều công cụ, ở đây công ty là đang có rất nhiều cái chương trình, ví dụ như chương trình đào tạo của gì ạ? Của các chuyên gia về sản phẩm mà chúng ta thấy là ví dụ như sản phẩm về xương khớp, hay sản phẩm về đau dạ dày, hay là sản phẩm về giảm cân, hay là sản phẩm về điện máy, hay là sản phẩm về lọc nước, ví dụ như vậy, hoặc là sản phẩm lau chùi. Chúng ta thấy được khách hàng của chúng ta đang ở diện đang ở cái tệp nào, và chúng ta có thể xác định được diện nhu cầu của khách, và sau đấy là chúng ta cài cái app Robimon để app cho khách hàng ấy, và chúng ta sẽ gợi ý và chỉ cho họ để họ vào diện, họ vào cái app đó để họ có thể là xem các livestream, xem các chương trình đào tạo trực tiếp của các chuyên gia, và lúc đấy là họ sẽ hiểu về sản phẩm. Và được tư vấn sản phẩm ở trực tiếp ở trên livestream của cái app Robimon, thì lúc đấy là khách tự thấy sản phẩm hay, tự thấy sản phẩm này mình rất là đang cần, có thể người ta không tin các anh chị nhưng mà người ta vào người ta nghe các cái chương trình livestream của Robimon thì họ tự lên đơn và chúng ta chỉ có duyệt đơn thôi, thì như vậy là chúng ta cũng vẫn sẽ có tiền. Thì các anh chị hiểu một cái nôm na là cái nền tảng thương mại điện tử của tư vấn của chúng ta là gì, là nơi mà kết nối sản phẩm, những nhà phát triển sản phẩm và các tư vấn viên các anh chị, và để có cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng, để có khách hàng có cái sản phẩm tốt nhất để có thể sử dụng anh chị nhé. Thì cái khóa học này thì chúng ta Thế sẽ chia sẻ lại các anh chị, khóa học là của chúng ta sẽ có 3 buổi, và khóa học của chúng ta gọi là khóa nền tảng vững vàng khởi nghiệp thành công. Và buổi đầu tiên là cái buổi ngày hôm nay Thế chia sẻ với các anh chị đấy, là một buổi đầu tiên là lợi thế kinh doanh vượt trội trên nền tảng Ropi. Không biết là các anh chị đã học cái buổi này chưa? Các anh chị nếu học rồi thì các anh chị có thể comment số 1. Và nếu như chưa học cái buổi này, các anh chị có thể comment số 0. Cái buổi ngày hôm nay là chúng ta là lợi thế kinh doanh vượt trội trên nền tảng Ropi. Đúng không? Và nếu như chúng ta muốn học lại thì chúng ta sẽ học vào tối thứ ba tuần sau các anh chị nhé. Rất nhiều các anh chị đây là lần đầu tiên các anh chị học đúng không ạ? Và buổi thứ hai là chúng ta sẽ học về chiến lược lựa chọn sản phẩm kinh doanh.
và công nghệ bán hàng siêu Việt ở trên Internet là vào 19h30 tối thứ năm các anh chị ạ. 19h30 tối thứ năm thì chúng ta sẽ học buổi 2, và gì ạ? 19h30 tối thứ bảy thì chúng ta sẽ học buổi 3 là gì ạ? Tiềm năng thu nhập và chiến lược xây dựng cộng đồng kinh doanh bùng nổ ở trên Internet là vào 19h30 tối thứ bảy. Và tối thứ sáu chúng ta sẽ có một chương trình, đó là chia sẻ về chính sách hợp tác cùng với cộng đồng FTC các anh chị nhé. Thì đây là cái buổi mà cũng vào 19h30 tối thứ sáu, thì các anh chị sẽ được học về chính sách hợp tác, và chúng ta bám vào chính sách hợp tác đó để chúng ta có thể là làm thế nào để có thể là thành công, làm thế nào để có thể thu nhập, có thu nhập cao, và chúng ta bám sát vào tối và cái chương trình tối thứ sáu hàng tuần các anh chị nhé. Thế và trong một tháng thì chúng ta sẽ có một tối chủ nhật vào tối thứ chủ nhật thứ ba trong tuần, là trong tháng đó là chúng ta sẽ chia sẻ về gì ạ? Về quản lý tài chính cá nhân các anh chị ạ. Quản lý tài chính cá nhân là cũng một cái chủ đề mà rất hay, và Thía thì cũng cũng là cũng cái thích cái chủ đề đó, và cái chủ đề đó đã giúp cho Giang Thía là mình có cái cách nhìn về cái quản lý tài chính, cũng như là có thể là trở thành cái người mà từ bên trái qua bên phải của kinh tế đồ. Thì các anh chị nhé, chúng ta sẽ nắm được các cái chương trình này, các anh chị có thể ghi chép lại, hoặc là các anh sẽ chụp chụp lại để chúng ta theo dõi. Và chúng ta đã được vào các nhóm group là công phu chưa ạ? À, khoa học nền tảng đấy, khóa học kinh doanh đấy, thì các anh chị sẽ được vào, các anh chị sẽ nhận lịch ở trên đó nhé các anh chị nhé. Và đây là buổi 1, và Thí xin phép được chia sẻ bắt đầu vào cái buổi 1 ngày hôm nay của chúng ta. Thì ở đây có một cái bài toán, cái này rất là dễ để các anh chị hiểu nhé. Các anh chị phải phải thực sự tập trung thì các anh chị mới hiểu được, còn nếu không tập trung thì tôi tin rằng là sẽ khó để các anh chị tiếp nhận được cái kiến thức buổi tối ngày hôm nay. Thì có một cái bài toán về tiêu dùng và kinh doanh cá nhân cùng Ropin. Giả sử các anh chị là nếu mà tiêu dùng một tháng, các anh chị có thể là tiêu hết 3 triệu. Ở đây là thì lấy cái mức con số bình quân, có thể có những gia đình thì phải tiêu một tháng nhiều hơn 3 triệu, hoặc có gia đình thì ít hơn, tùy theo khả năng tài chính của mình đấy chị ạ. À, tuy nhiên thì nếu như ví dụ như mỗi tháng này chúng ta dùng 3 triệu này, thì nếu như các anh chị mà mua ở bên ngoài kia, mua sản phẩm thông thường bên ngoài mà hết 3 triệu ấy, thì chúng ta không được học tập đúng không ạ, và chúng ta cũng không có tiền để tiết kiệm đâu, và chúng ta cũng không có cơ hội kinh doanh cũng như là thu nhập thì chúng ta không có. Nhưng mà nếu tiêu dùng ở Ropi thì các anh chị thì thấy này, nếu như mà chúng ta tiêu một tháng là 3 triệu thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 1 triệu, và các anh chị đã là đối tác rồi, các anh chị đã biết được là phần trăm cái lợi nhuận của các anh chị đã có rồi đúng không? Bình quân của chúng ta đâu đó là khoảng 30 trên 30%. Thì thiết tính là một tháng chúng ta tiết kiệm được 1 triệu, mua 3 triệu là chúng ta được 1 triệu rồi đấy, là được 1 triệu rồi. Thì chúng ta thì 1 năm 12 tháng là chúng ta đã tiết kiệm được 36 triệu rồi. 36 triệu là các anh chị, 1 năm các anh chị tiết kiệm được bao nhiêu, các anh chị có thể comment ở trên công chat đấy ạ. À, với công việc mà các anh chị đang làm, và cái chi tiêu của các anh chị đang gì ạ? Đang chi tiêu, thì 1 năm các anh chị đang tiết để ra tiết kiệm được bao nhiêu, các anh chị comment ở trên công chat cho Giang thì thấy. Các anh chị tiết kiệm được bao nhiêu? Còn ở đây nếu như chúng ta chỉ tiêu dùng thôi là chúng ta đã tiết kiệm 1 năm được 36 triệu rồi các anh chị ạ. Đấy là chỉ tiêu dùng thôi nhá. Còn nếu mà tiêu dùng thì chúng ta vẫn được học, vẫn chúng ta là đối tác rồi, chúng chưa 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 tính là các anh chị đi kinh doanh mà các anh chị mới là đối tác thôi. Các anh chị mua các anh chị đã được giảm giá, là tiết kiệm vì chúng ta có phần trăm lợi nhuận này. Thế sau đấy là chúng ta lại tiết kiệm này. Và chúng ta nhưng mà để mà chỉ có tiêu dùng không thì chúng ta không có cơ hội để có thu nhập, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu các anh chị đi kinh doanh thì sao? Nếu các anh chị đi kinh doanh thì thứ nhất là mỗi tháng anh chị tiết kiệm được 1 triệu là đã có 1 triệu rồi nhá. Thế và sau đó các anh chị được học này, rất là bài bản này. Và cái nữa là các anh chị gì ạ? Các anh chị sẽ có bán đêm, các anh chị ví dụ các anh chị bán việc bán một tháng mà các anh chị bán 10 triệu, có khả năng bán 10 triệu thì các anh chị sẽ thấy là dạng 1 năm anh chị được sẽ bán 120 triệu, 120 triệu mà nhân với 30% thì các anh chị tính ra là khoảng bao nhiêu? Nó khoảng bao nhiêu là thu nhập nó khoảng bao nhiêu trong một năm, có 30% đúng không, 30% của gì của 120 triệu đâu đó khoảng 40 triệu đúng không. Đấy, chúng ta tiết kiệm được 12 triệu một năm, thế thì các anh chị thấy là thu nhập của các anh chị chia bình quân nó là bao nhiêu, cộng vào sau đấy chúng ta chia số tháng thôi, đó là chúng ta mỗi tháng cũng được vài triệu, 5 6 triệu gì đấy trở lên, ví dụ như vậy các anh chị nhé. Đấy là đi kinh doanh, và kinh doanh ở đây nếu các anh chị chỉ cần chăm chỉ, các anh chị nghiêm túc là các anh chị có tiền, các anh chị thấy là trước hết là đối với mô hình của chúng ta là việc các ban lãnh đạo của công ty á, các anh chị trong ban lãnh đạo công ty là luôn luôn làm thế nào để có thể bảo vệ cho gì
cho đại lý của chúng ta cũng như khách hàng của chúng ta. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người tham gia vào đây kinh doanh là sẽ không có rủi ro với anh chị ạ. Sẽ không gặp rủi ro nếu như các anh chị không bán được hàng. Nếu các anh chị mà không có thể phát triển kinh doanh ở đây được thì các anh chị hoàn toàn có thể dừng lại và các anh chị sẽ rút gì ạ? Cái phần quỹ ký quỹ 1 triệu về. Còn nếu như cái slide có chạy không các anh chị? Cái slide thì các anh chị thấy thế nào? Các anh chị comment xem ạ. Có đúng ở cái slide mà đang là tiêu dùng và kinh doanh cá nhân không ạ? Các anh chị có thấy không? Không có à? À thế rồi tôi chia sẻ lại các anh chị nhé. Thế là nó bị lỗi gì đấy. À, nếu mà có gì thì các anh chị sẽ phải nhắn ra phía nhé. Các anh chị thấy chưa? Các anh chị đã thấy chưa? Các anh chị có thể comment nhé. Đã thấy cái màn hình kia chia sẻ chưa? Có không ạ? À? Chưa thấy màn hình chia sẻ à? Ô. Có à, có người có người không thì không biết là có hay không. Dạ vâng, thế rồi cảm ơn anh chị nhé. Thì một cái câu chuyện mà tôi chia sẻ đấy là nếu như mà chúng ta đi tiêu dùng ở bên ngoài mà chúng ta không vào làm đối tác Ropi thì chúng ta không có gì cả, không tiết kiệm gì, không học tập gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần tiêu dùng thôi, chưa nói là đi kinh doanh. Và chia sẻ với anh chị là lúc đầu thì Thía cũng chỉ nghĩ rằng là mình tiêu dùng thôi, trước hết là tiêu dùng đã. Mình không biết là không biết là có làm được không, nhưng mà mình cứ tiêu dùng, bởi vì là ở ngoài kia là mình đi mua thì không, người ta cũng chỉ giảm cho mình vài ngàn thôi, chứ đâu là có giảm giảm nhiều đâu. Họ đi kinh doanh họ cứ nói là lỗ rồi và chỉ giảm cho ít thôi, nên là mình không được tiết kiệm này. Thì ở đây là một là sản phẩm chất lượng là mình yên tâm, hai là mình có thể là tiết kiệm được cái phần là mình mua sản phẩm tốt nhưng mà cái giá mình lại được chiết khấu. Thì lúc đầu Thế chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà sau đó thì Thế thấy được là sản phẩm tốt lắm và mình dùng mình rất là thích và mọi người đến thì đều khen, cho nên là Thế chia sẻ cho mọi người để mọi người được dùng. Thế mình cứ chia sẻ như vậy thì lúc đấy là mọi người mua hàng và mọi người thích, mọi người cảm ơn. Đang phía sau đấy là mình thấy là à, mình bán hàng mình vừa có tiền mà mình lại được vừa được cảm ơn, vui quá. Vui quá thì lúc đấy là mình à thì mình nghĩ là à thế bây giờ là lại có thu nhập nữa, thế này thì mình đi chia sẻ cho bạn của mình đi làm. Thế là Thế chia sẻ cho những cái người bạn mà Thế biết, những người bạn mà Thế biết, những người đầu tiên là những cái người mà người ta cũng đang kinh doanh vất vả. Thì lúc đầu tiên Thế thấy là những người mà đang kinh doanh truyền thống rồi vất vả lắm rồi không có nhiều thu nhập mà người ta lại có rủi ro, người ta thỉnh thoảng người ta cuối tháng người ta lại cứ comment hoặc là có đăng cái bài là hôm nay là cuối tháng rồi, các anh chị em nào còn nợ thì trả, hoặc gửi cả số tài khoản lên ở trên đấy. Thế thấy nhiều người như vậy mà người ta cứ bị mệt ấy. Thế thì mình bảo à mình đi kinh doanh mình thấy vui, sản phẩm mình tốt mà mọi người mua sản phẩm mình tốt xong lại khen, thì lúc đấy là mình chia sẻ cho mọi người thôi. Một là người ta mua hàng người ta thích, thứ hai nữa là nếu mà người ta cần thì người ta đi kinh doanh. Thì Thía chia sẻ với mọi người là lúc đầu Thía cũng không chưa nhìn thấy cái tiềm năng đâu. Lúc đầu mình nghĩ là mình không biết là mình thật thà như thế này, mình cũng Thía không có đi chợ, không có trả giá cái gì đâu, mà cũng không, mình cũng không hay nghi ngờ cái gì cả. Mình bảo là mình không à, tiếng tiếng mọi người nghe có rõ không ạ? Nếu mà ai mà không rõ thì mình có thể là bật cái volume cho nó to lên một chút. Mọi người có nghe có rõ không? Mọi người có thể comment ở trên chat ạ. Hay là nó hơi nhỏ một chút ạ. Thì mọi người comment nhé. Rồi, thế thì ai mà tiếng nhỏ thì mình có thể là bật cái volume cho nó to lên. Thì Tiết chia sẻ lại cái câu chuyện này các anh chị nhé. Thì Tiết tin rằng là rất nhiều các anh chị ở trong này, các anh chị cũng cũng nghi ngờ về bản thân mình, không biết là mình có kinh doanh được không, có bán hàng được không. Nhưng mà Tiết chia sẻ với các anh chị là lúc cách đây gần 4 năm Tiết cũng y xì như các anh chị nhé. Y thì như các anh chị đó là gì? Đó là mình cũng không biết là có thành công hay không, nhưng mà mình cứ làm mình thấy sản phẩm chất lượng rồi mình có. Và vì Thía thì chia sẻ mọi người mà là Thía cũng là cái người mà có uy tín, cũng như là mình cũng cũng có nhiều mối quan hệ mà người ta cũng đánh giá mình rất là cao, cho nên là mình nếu bán sản phẩm mà không tốt là mình bị mất uy tín ngay và mình thậm chí là mình còn mất cả việc luôn. Nhưng mà rất là may là môi trường này có sản phẩm tốt, cho nên là cái uy tín của mình lại được 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 mọi người là nghĩ đến nhiều hơn. Cái sản phẩm mà mình bán là mọi người truyền tay nhau là bạn Thía là bạn ấy bán sản phẩm tốt lắm, hoặc ai gặp vấn đề gì là cứ gặp Thía sản phẩm cực kỳ tốt. Ví dụ như vậy thì mình lại là làm với thương hiệu của mình tốt hơn nghe chị ạ. Thì đấy là chia sẻ về câu chuyện của anh chị. Thì ngoài nhé, ngoài nếu chúng ta là đối tác thì ngoài chúng ta có gì ạ?
có tiết kiệm, có thu nhập, có học tập, có cơ hội để kinh doanh, thì chúng ta được sở hữu cái địa kho hàng của chúng ta là rất rất nhiều tỷ, chứ không phải là trên 200 tỷ đâu. Và trên một nhà cung cấp với địa với trước kia là địa với cái quỹ của chúng ta là phải địa là 2.099.000 là vừa ký quỹ vừa địa và đóng tiền, nhưng ở đây thì chúng ta địa 1,5 triệu, trong đấy là 1 triệu là ký quỹ các chị ạ, thế còn lại là chúng ta địa là cái phí nền tảng thôi, nhưng mà chúng ta lại có cái cơ hội rất là nhiều, bởi vì sao, các nhà ở đây họ họ nhà là những cái nhà mà rất là tiềm năng các chị, và họ là những sản phẩm tốt nhất và hỗ trợ cho chúng ta tốt nhất, nên là chúng ta thấy là sở hữu như vậy là quá là gì, quá là ưu việt đấy. Chúng ta làm gì có gì có 100.000 mà chúng ta có thể là kinh doanh mà với những cái sản phẩm ví dụ giá cao hàng trăm triệu đồng mà có thể kinh doanh, mà chúng ta có bỏ ra 100.000 một tháng thôi, và chúng ta có thể là lời gì, có nhiều người bán hàng lời vài chục triệu một tháng là chuyện bình thường đấy chị, thì chúng ta đang rất là lợi thế, và chúng ta có cơ hội để tham gia kiếm thêm thu nhập, ví dụ như các anh chị ở các ngành nghề giáo viên, hay là các anh chị làm nghề y, thì chúng ta có thể là hỗ trợ là với vai trò là huấn luyện viên nhãn hàng cho các nhãn, thì chúng ta cũng có thêm thu nhập và các cái buổi chia sẻ, và chúng ta có thể là làm cộng tác viên chuyên viên lắp đặt và bảo trì bảo hành cho các cái hãng về về điện máy này, về các cái hãng về về gia dụng này, hoặc là nặng bước này, thì chúng ta cũng có thu nhập, ví dụ như lắp một cái máy đấy thì chúng ta cũng được vài trăm ngàn rồi, và chúng ta có thể sở hữu cái kênh phân phối với chính sách affiliate marketing lên tới 10% từ cái cộng đồng đối tác tư vấn các chị ạ, thì chúng ta có cơ hội để chúng ta chia sẻ cơ hội cho người khác, cũng như rằng thế là khi mà mình thấy hay thấy tốt rồi thì là mình chia sẻ cơ hội cho người khác, và khi mà mình chia sẻ cơ hội cho người khác thì tự nhiên là mình lại mở rộng được cái kênh phân phối của mình ra, có nghĩa là mình không dùng sức một mình của mình mà mình còn dùng sức của rất nhiều người khác nữa, và thông qua những người bạn của mình, những người thân của mình, chứ không phải là từ mình anh chị ạ. Đấy, nếu mà chúng ta có 100 bạn, chúng ta chia sẻ cho 100 người, và mỗi 100 người đấy lại mỗi người chỉ không cần nhiều, mỗi người chia sẻ cho 10 người thôi, sau đấy lại 10 người chia sẻ cho 10 người, thì cái cấp số nhân lên nó đã lớn lên rất là mạnh rồi các anh chị nhé. Đấy thì Tiến chia sẻ như vậy, và ở đây thì chia sẻ cho các anh chị một cái yếu tố, ba cái yếu tố mà trong kinh doanh đây là các anh chị phải thấy được, là chúng ta phải hiểu nhé, hiểu là thứ nhất là cái yếu tố thị trường là cái yếu tố tiên quyết, các anh chị thấy là nếu phải đúng thị trường thì chúng ta mới có thể phát triển được, nếu như thị trường bây giờ mà chúng ta thấy là so với lại truyền thống và online thì thị trường online vẫn là cái một cái lợi thế và là cái xu thế, ai mà không theo ông Binet, ông ấy nói rằng là ông nói câu nói này rất là lâu rồi, ông ấy nói là nếu từ 5 năm nữa đến 10 năm nữa ai mà không kinh doanh qua internet thì tốt nhất là đừng kinh doanh nữa, thì cái thị trường online của chúng ta là gì ạ, là đúng xu thế rồi, là đúng xu thế, ai mà không đúng cái thị trường đó là không phát triển đó, hoặc là rất là khó khăn đó. Bây giờ làm truyền thống anh chị phải thấy được là một là phải có mặt bằng, có gì ở có vốn, nó có về kiến thức quản lý rất rất nhiều thứ và rất là đau đầu anh chị. Nếu mà ai thực sự giỏi thì vẫn còn là làm truyền thống vẫn thành công, nhưng mà nếu như mà chúng ta không giỏi và làm chúng ta đang có một cái công việc đấy, chúng ta không có nhiều tiền để chúng ta có thể mong mong muốn là đi kinh doanh lớn được, thì chúng ta thì tốt nhất là chúng ta đi 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 làm online và đi có thể mượn sức từ người khác, thì đấy là thị yếu tố thị trường mà chúng ta phải chọn đúng thị trường online thì có thể là giúp cho anh chị có thể mở rộng cái kênh phân phối và có thể tiếp cận đến rất là nhiều khách hàng được, đúng không? Thế còn công cụ nha, công cụ thì ở đây là nếu có thị trường rồi nhưng mà chúng ta không có công cụ tốt thì chưa chắc là các anh chị đã thành công, ví dụ ở đây công cụ thì nó có hai có hai cái công cụ, một là diện là kinh doanh chủ sở hữu và thứ hai là kinh doanh bán sở hữu. Kinh doanh chủ sở hữu là chúng ta phải bỏ ra toàn bộ tất cả mọi thứ các anh chị ạ, chúng ta phải từ vốn, từ việc mặt bằng, từ nhân công, từ việc tính toán rồi này kia, tất cả mọi thứ là chúng ta phải phải tự làm. Có rất là nhiều người thì cũng có mở ra, người ta mở các cái công ty rồi người ta có mở ra các cái cửa hàng, họ cũng làm khá là thành công và cũng giàu có cái chuyện, nhưng mà cái số đấy thì gì ạ, người ta phải giỏi và người ta phải rất là tiềm lực, đúng không? Thế còn nếu như mà gì ạ, có một cái phương thức nữa, cái công cụ nữa mà chúng ta có thể tận dụng được, đấy là gì ạ? Có những công ty họ có công nghệ, họ có sản phẩm, họ có rất là nhiều thứ, họ có marketing, họ có cái quảng cáo, thì gì ạ, thì chúng ta chỉ cần tham gia vào một khâu ở trong gì ạ, trong trong những cái khâu đó thôi, ví dụ như chúng ta chỉ tham gia vào việc tư vấn cho khách hàng và chốt đơn,
còn lại là là công ty lo. Thì đấy là cái công cụ gọi là bán sở hữu, kinh doanh bán sở hữu, có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sở hữu rất nhiều mà gần như chúng ta không sở hữu. Chúng ta chỉ có bỏ gì ạ? Có bỏ ra là mỗi tháng 100 ngàn cái phí nền tảng thôi, nhưng mà chúng ta lại đang được sở hữu này. Chúng ta sở hữu 3.000 sản phẩm các anh chị ạ, không phải của chúng ta nhưng mà lại là của chúng ta, là tất cả sản phẩm đấy là phục vụ cho các anh chị thôi, hoặc là công nghệ cũng phục vụ cho các anh chị thôi, và các cái phần quảng cáo rồi các cái ship đóng gửi hàng các thứ là phục vụ cho chúng ta hết. Các anh chị có thể lên đơn hàng hàng tỷ đồng một tháng thì công ty cũng có thể đáp ứng được các anh chị. Mà chị ạ, gì vỏn vẻn vẹn là chúng ta gì chi phí là 100.000 đồng ở trên một tháng là cái phí nền tảng thôi các anh chị nhé. Thì đấy là công cụ, thì chúng ta sẽ thấy là một là công cụ là kinh doanh gì ạ, là có thể là chủ sở hữu hoặc hai là bán sở hữu. Thì cái yếu tố là lựa chọn cái công cụ nào cũng là yếu tố quan trọng. Thì đấy là yếu tố thứ hai, và yếu tố thứ ba đấy là mindset, đấy chính là tư duy các anh chị ạ. Tư duy của chúng ta là nếu như chị có thị trường tốt rồi, thị trường bây giờ thị trường đúng xu thế là thị trường kinh doanh online rồi, và các anh chị có công cụ là gì ạ? Chúng ta không phải tất cả mọi thứ đau đầu nữa, mà chúng ta gì ạ? Tham gia vào một khâu ở trong tất cả các khâu, đó là chúng ta tham gia và tư vấn cho khách hàng và có thể chia sẻ cơ hội cho khách hàng. Thì gì ạ? Chúng ta đã làm tốt rồi, nhưng mà cái mindset mới là cái quyết định anh chị ạ, là cái yếu tố thứ ba, nhưng mà là yếu tố quyết định của cái sự thành công hay không anh chị này. Ví dụ như có thị trường tốt rồi, có mọi thứ công ty hỗ trợ rất tốt rồi, nhưng mà các anh chị chỉ coi đây là cái việc bình thường. Anh chị ơi, chị OK, xin lỗi các anh chị nhé. Thì cái mindset mới là cái tư duy của chúng ta là rất quan trọng. Mọi thứ tốt rồi đấy ạ, kinh doanh ở đây tốt rồi, nhưng cũng có những người là quan sát người khác làm thôi và đi vào ký quỹ rồi nhưng mà vào không học, hoặc là có học nhưng mà không tập trung. Chúng ta vẫn làm cái việc khác, chúng ta không học tập trung và chúng ta cũng không đi tham gia vào các chương trình 5AM để xem là các kiến thức nền tảng của chúng ta cần phải bổ sung cái gì và những người đi trước người ta làm như thế nào để có thể thành công được. Thì cái tư duy để quyết định thành công nó rất quan trọng. Và dường như ai chúng ta cũng muốn là gì ạ? Muốn là nhàn hạ nhưng mà cũng có thu nhập, nhưng mà các anh chị thấy là muốn nhàn hạ thì gì ạ? Thiên nói rồi là muốn nhanh thì phải từ từ, muốn nhanh có tiền thì chúng ta phải đi chắc từng bước một các anh chị ạ. Chúng ta phải chắc về kiến thức và chúng ta từng bước nâng cái kỹ năng của mình lên, và chúng ta học tập được từ kinh nghiệm của những người đi trước. Và những người đi trước thành công rồi là người ta có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho các anh chị, để các anh chị tránh. Ví dụ như các anh chị các ổ gà ổ voi là người ta đã bảo các anh chị tránh ra là tránh ra. Thì như vậy là chúng ta sẽ học được để chúng ta kinh doanh thành công. Và đã rất nhiều người xuất phát điểm thấp, rất nhiều người cao tuổi, rất nhiều người mà không có mối quan hệ gì cả, rất nhiều người không biết gì về công nghệ nhưng mà họ đã kinh doanh thành công rồi. Cho nên đây là cơ hội mà ai cũng có thể thành công. Thì cái quan trọng nhất của các anh chị đấy là cái mindset của các anh chị, cái tư duy của các anh chị là người ta làm được, chắc chắn mình làm được, mình phải nghĩ như vậy thì mới thành công. Còn nếu như mình cứ thấy, và thế chia sẻ với các anh chị là làm bất kỳ cái việc gì mà nếu như chúng ta không làm đến nơi đến chốn và chúng ta không đến gốc rễ vấn đề thì nó sẽ hời hợt và nó sẽ không thành công được các anh chị nhé. Thì ba yếu tố này là ba yếu tố thành công trong kinh doanh, các anh chị chụp lại để chị ghi lại như các anh chị nhé. Và nếu mà để phân tích về thị trường đây, về cái yếu tố thị trường kinh doanh online thì tôi cũng chia sẻ nhanh cái phần này để các anh chị có thể nắm này. Theo thống kê về kinh doanh online thì quy mô nền kinh tế Việt Nam của chúng ta vượt ngưỡng 52 tỷ USD và giữ vị trí thứ ba trong khu vực ASEAN vào năm 2025 các anh chị nhé. Và Việt Nam có khoảng là 65 triệu, nhưng mà không phải bây giờ không phải là 65 nữa mà trên 70 triệu dân số của chúng ta là dùng tích cực trên nền tảng mạng xã hội, mà trong khi đó là toàn Việt Nam của chúng ta khoảng là 100 triệu dân các anh chị ạ. 100 triệu dân thì đâu đó đã khoảng 70% là gì ạ? Là online thường xuyên. Và các anh chị thấy được là bây giờ là trẻ cũng online, vài tháng tuổi khi mà cho con ăn bột ăn cháo gì đấy là con cũng cần phải gì ạ, nghe nhạc, hay là con phải gì ạ, phải xem siêu nhân gì đấy thì con mới ăn, ví dụ như vậy. Hoặc là như các ông cụ già bà già ngày xưa thì không biết đến gì ạ,
bên điện thoại của gạch cũng còn không biết, lúc đấy mà có gọi là bảo là gọi nghe cũng còn không biết nghe gọi như thế nào, nhưng mà bây giờ cũng mà vào mạng xã hội bình thường, và rất nhiều người vào đấy là còn bị lừa, rất nhiều người ngu ngơ mà lên mạng xã hội là bị lừa gì ạ, và cái số người mà bị lừa lại vô cùng nhiều các anh chị ạ, vô cùng nhiều, là theo cái thống kê này vài diện vài trăm nghìn tỷ, mà mỗi người phải phải lừa mất vài tỷ, rồi có người mà phải lừa đến hàng mười mấy tỷ, có người thì vài trăm triệu, không biết là các vùng quê các anh chị có không, còn bây giờ thì lừa nhiều lắm, nhiều nhiều nhiều, mà thế cũng bị lừa, là mình bị nhưng mà không bị lừa mà bị gọi á, nhiều khi có số điện thoại là cứ gọi là cài gì ạ, cài VNID mức độ 2 chưa, nhưng mà phải như thế này, phải gặp công an như này đấy, thì nếu mà không bị là không ấy là bị lừa thôi. Đó, trên rồi là kết bạn Facebook Zalo với nhau, Facebook nhất là Facebook, sau đấy là làm quen rồi làm bạn trai bạn gái, rồi thì là tặng quà các thứ, rồi phải ứng tiền ra hoặc là rủ nhau chơi tiền ảo, có rất nhiều các phương thức mà bị lừa đảo. Thì các anh chị thấy là cái số lượng người lên mạng quá nhiều, thế cho nên là bây giờ là rất nhiều các cái mô hình mà lừa đảo ở đấy, là mà chúng ta không tỉnh táo, người có khi là bảo là đóng 100.000 phí nền tảng này thì rất là khó khăn, nhưng mà không biết tiền ở đâu ra, các cụ là vài vài trăm triệu là cũng gì ạ, cũng cũng tất cả, là có những người mà thực sự rất là đáng thương, là cả đời gì ạ, mà cua bắt ốc, rồi tiết kiệm được bao nhiêu vài trăm triệu là thôi tôi cho vào đấy hết, là mất hết. Thì thế nói như vậy để cho thấy là cái số lượng người online là rất nhiều, và người 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 ta tập trung ở đâu, người tập trung ở đâu thì dòng tiền nó ở trên đấy, đúng không? Các cái đội mà nó lừa đảo nó cũng tập trung vào trên mạng để nó lừa đấy, nhưng mà ở đây thì chúng ta không, cái phương thức của chúng ta là chúng ta đi kinh doanh và chúng ta trao giá trị, thì chúng ta phải thấy được là kinh doanh online là chúng ta phải hợp xu thế, là mọi người ở đâu, người ở đâu thì dòng tiền nó ở đấy, thì chúng ta phải có mặt ở đấy thì chúng ta mới có tiền. Thay vì chúng ta gì, anh chị đã bị từng mua online chưa, thay vì chúng ta lướt 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 tất cả mọi thứ TikTok rồi thì là Facebook Zalo, rồi chúng ta gì mua hàng, thì bây giờ chúng ta lại đi bán hàng, đúng không? Chúng ta đi bán hàng để chúng ta có tiền đấy, thì anh chị thấy nhá, là cái xu hướng về cái thị trường kinh doanh online và cái số lượng người mà mua sắm trực tuyến nó sẽ tăng lên, và số người sẽ mua ở cửa hàng truyền thống nó sẽ giảm đi. Tuy nhiên các anh chị này, tuy nhiên theo thống kê thì 80% người kinh doanh online có cá nhân thất bại, không kiếm được tiền vì cạnh tranh khốc liệt, anh chị ạ, vì cạnh tranh khốc liệt, đó là không có kiến thức. Nếu như vài năm trước anh chị thấy là có những người, người ta chỉ bán những cái hàng linh tinh thôi, nhưng mà họ thì họ đã bán hàng online trước rồi, là họ có thể là kiếm rất nhiều tiền đấy ạ. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ hôm qua thì sáng nay mới đọc, hôm qua đọc là gì ạ, là ba ở Việt Nam là có 32 triệu lượt người là bị cơ quan thuế truy thu thuế vì kinh doanh online, thấy chưa? Bây giờ phải đóng thuế, bây giờ tất cả mọi thứ chúng ta thấy là chuyển đổi số rồi, có che đậy được không ạ? Và các cái chương trình mà các cái trụ sở mà của các cá nhân mà live stream là đều bị bắt, mà khi mà hàng giả hàng nhái là đều bị bắt rồi, là bị phạt, rồi thậm chí là bị truy tố trách nhiệm hình sự, đúng không ạ? Thế thì ở đây là các anh chị thấy là chúng ta đi kinh doanh rất là yên tâm, thì chúng ta phải có kiến thức. 100 người nếu như mà không học ấy, thì không được đào tạo bài bản, thì có đến 80 người là bị thất bại, còn có 20 người là có thu nhập thôi. Và trong 20 người thì trong 20 người có thu nhập thì ở đây thì đâu đó chỉ khoảng khoảng 4 người thôi, 4 người là có thu nhập là cao cao một chút xíu trên 10 triệu, còn lại là khoảng 16 người là khoảng thu nhập ở dưới 10 triệu và hiện. Thì đấy, số những người mà có cái thu nhập cao từ kinh doanh online này là rất ít, rất ít, là bởi vì là họ có được được đào tạo đâu, họ học nghiêm túc đâu, đúng không? Thì đấy là cái thị trường các chị nhìn thấy rõ nhé. Và cái xu hướng làm việc tại nhà là số lượng cuộc họp Zoom tăng đột biến trong cái thời gian dịch bệnh các chị này, đấy các chị nhìn thấy nó tăng 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 vọt lên luôn. Nếu như trước kia thì mọi người nói đến Zoom là không biết, nhưng mà bây giờ thì vào đây là rất nhiều anh chị là comment số 0, lúc đấy ý là mình lần lần đầu tiên được vào và du học nền tảng, lần đầu tiên biết đến Giang Tía, nhưng mà mọi người đã comment rất là thành thạo rồi, rất là thành thạo rồi. Như vậy là trước kia thì là với bản thân Tía là cũng bắt đầu khi mà có dịch là mình mới biết đến đến sử dụng Zoom, chứ trước đó là có dùng dùng Zoom đâu. Thì số lượng người Zoom học là tăng này, và chúng ta trước kia là học ấy, học ở các khóa học là phải đi
Phía cần sư cũng đi học là mình phải gì ạ? Mình phải đi đi học ở Hà Nội này, và phải khăn ngó quả mướp lên đấy, rồi phải đóng tiền, sau đấy là phải thuê nhà các thứ để mình ở, để mình đi học. Thế nhưng mà ở đây thì gì ạ? Chúng ta học ở tại nhà luôn. Các anh chị thấy là các anh chị vừa vừa học, các anh chị còn có vừa thể sáng ra, anh chị còn có vừa thể phụ cơm nước các thứ này khác cho gia đình, vẫn có thể là kết hợp được, đúng không? Hoặc là buổi tối chúng ta thay vì lướt mạng TikTok, Facebook gì đấy thì các anh chị vẫn tranh thủ học được, thì nó rất là tiết kiệm. Và khi mà dịch bệnh, chính là dịch bệnh COVID-19, đúng rồi, đi làm thì là phải học học Zoom hoài đấy. À, lúc mà dịch COVID-19 là giãn cách xã hội là bắt đầu dùng. Thế nhưng mà bây giờ là không phải là mình giãn cách xã hội nữa, mà bây giờ làm trực tuyến như vậy thì nó tiết kiệm đi rất nhiều các anh chị, tiết kiệm. Bởi vì nếu mà họp đông người và hàng nghìn người ấy, mà phải tổ chức một cái hội trường, các anh chị phải phải lên đến hàng tỷ đồng các anh chị nhé. Nếu mà sức chứa 1.000 người và xong đấy là các cái chi phí phụ theo thì chi phí hàng tỷ đồng. Nhưng mà chúng ta họp Zoom thì các anh chị thấy là có những cái buổi Zoom mà đến 1-2.000 người, chứ không phải là chỉ có một vài chục người đâu các anh chị ạ. Đấy thì nó tiết kiệm được rất là nhiều thứ, đúng không? Và cái xu hướng là làm việc tại nhà, và xuất hiện nhiều ứng dụng công nghệ mới và hỗ trợ làm việc từ xa. Và chính phủ của chúng ta, là Đảng, Nhà nước cũng đã đều chỉ đạo trong chuyển đổi số. Và ví dụ như Hải Dương của Thiến là một trong những tỉnh mà có chuyển đổi số rất là mạnh, rất là nhanh. Tất cả mọi thứ bây giờ là làm qua dịch vụ công rất là nhanh luôn, người dân có thể tiếp cận và có thể làm việc trực tiếp tại nhà, không cần phải đến các cái trụ sở làm nhiều đâu các anh chị ạ. Thì giải quyết các vấn đề nó rất là hiệu quả. Đấy, thì đấy là xu hướng làm việc tại nhà. Và có một cái phương thức phân phối sản phẩm, các anh chị hiểu một chút nhé, cái này nó hơi khó một tí thì các anh chị phải lắng nghe này. Ở đây nhé, là phương thức phân phối sản phẩm thì ví dụ như là các anh chị đang làm cái hình đỏ đỏ này nhé, một cái người đỏ đỏ này, thì nếu như các anh chị mà bán một mình ấy, các anh chị bán một mình thì các anh chị phải bán được rất nhiều sản phẩm, các anh chị bán được rất nhiều hàng thì các anh chị mới có thu nhập cao, đúng không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta gì ạ, chúng ta lại có thể là chia sẻ ra, ví dụ như các anh chị đang ở thị trấn chẳng hạn, thì các anh chị muốn bán được nhiều nữa mà bán đi ngóc ngách ở các cái xã, ở các cái thôn, các cái xã thôn thị trấn ở ở trong cái khu vực của các anh chị, thì các anh chị phải chia sẻ cho thêm nhiều người. Ví dụ như là cũng thì ví dụ như là một cái đại lý mà người ta bán phân bón chẳng hạn, người ta bán ở trung tâm huyện nhé, thế nhưng mà người ta muốn bán trong toàn huyện thì người ta cũng phải mở theo đại lý từ đến xã này, từng xã một này, thế từ xã đấy thì lại có thể là mở ra các cái đại lý ở thôn nữa. Thì như vậy là cái ông chủ mà ở trung tâm huyện thì ông ấy mở ra nhiều đại lý, như vậy thì ông sẽ bán được nhiều hơn là nếu như ông chỉ có mỗi cái cửa hàng ở trên huyện thôi, đúng không? Nếu mà chỉ có một cái cửa hàng ở trên huyện thôi thì ông chỉ bán được xung quanh, và những người cũng có ở xã cũng lên cũng có, nhưng mà nó không tận dụng được hết. Nhưng mà nếu như chúng ta có các cái đại lý ở phân phối ở các xã thị trấn cũng như là ở các thôn khu dân cư, thì chắc chắn là một điều là sẽ bán được nhiều, bởi vì người ta cũng ở gần đấy, người ta cũng có thể biết đến được. Chứ còn nếu như ở trên huyện thì những người xung quanh ở đấy biết thôi, chứ còn làm sao mà có thể đi xa thế để mua được, đúng không? Thì ở đây phương thức của chúng ta cũng như vậy, chúng ta có một là phương thức các anh chị có thể là bán lẻ, các anh chị có thể bán được nhiều hàng, các anh chị có chiến lược, có thể marketing, chúng ta mua gốc bán ngọn là bán nhiều. Và các phương thức thứ hai đấy là chúng ta có nhiều đối tác phân phối, có nghĩa là chúng ta không chỉ bán một mình mà chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ mở rộng ra nhiều phân phối ở, gọi là ví dụ đấy, như là các phân phối ở các cái đại lý ở thôn xã, đúng không? Thì ở đây nó có hai phương thức: một là chúng ta bán lẻ nhiều, hai là chúng ta đi tìm kênh phân phối, và thứ ba là chúng ta vừa bán lẻ và vừa tìm kênh phân phối. Thì các anh chị sẽ chọn cái phương thức nào để có cái thu nhập tốt nhất, anh chị ạ? Anh chị có thể chọn phương thức nào để có thu nhập tốt nhất thì anh chị có thể comment nhé. Không biết là các anh chị có hiểu cái vấn đề này không, cho nên là Thí cũng không rõ là các anh chị nếu hiểu, các anh chị sẽ có thể comment là hiểu, thì Thí sẽ đi qua những cái phần đó, bởi vì đây là những cái nội dung mà nó mang tính chất về tư duy. Nếu các anh chị không hiểu, các anh chị có thể là comment để Thí sẽ chia sẻ lại hoặc là kỹ hơn cho các anh chị nhé. Không biết là các anh chị có gì có nghe có hiểu không ạ? Mới có một vài người hiểu thôi, thì có nghĩa là các anh chị hình dung là các anh chị vừa bán hàng, đúng không? Vừa bán hàng bán lẻ, chúng ta sẽ vừa bán lẻ, sau đó chúng ta anh chị sẽ nhìn ở trên cái bảng mà Thi chia sẻ này này, thì chúng ta sẽ mở rộng cái mạng lưới của mình ra, là cái kênh phân phối này ở các nơi này. Các anh chị nhìn cái người đỏ là người ta chỉ có chia sẻ cho mấy người thôi. À, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. 6 người. Chỉ chia sẻ trực tiếp cho 6 người. Nhưng mà 6 người đấy là chia sẻ cho bao nhiêu người được, các anh chị thấy không ạ?
thêm thêm nhá, mình đếm thêm này, cái người này 1 2 3 thêm 3 người này, và 1 2 3 thêm 3 người có nghĩa là cái người này là thêm 6 người này, thì đã thêm 6 người rồi, và cái người này này thêm 2 người nữa này là gì, là 8 người này, anh chị thấy không, 2 4 6 người này chỉ địa chia sẻ cho gì ạ, cho 6 người thôi, nhưng mà gì ạ, có thì trong đây cũng chỉ có mới có khoảng 2 người chia sẻ thôi, nhưng mà đã thêm được khoảng 8 người nữa rồi, các anh chị thấy không ạ? Nếu như tất cả những cái người mà các anh chị chia sẻ này họ lại tiếp tục chia sẻ nữa thì sao ạ? Thì cái mạng lưới của chúng ta sẽ rất là rộng. Và hình dung phía chia sẻ các anh chị là nếu như mà chúng ta các anh chị bán 1 giờ bán được một ngày, các anh chị bán được 1 triệu, bán một ngày được 1 triệu, nhưng mà tất cả những người này người ta bán được thiết kia 6 này 6 8 là 10 14 người nữa đi, 14 người nữa. Nếu như một mình cái các anh chị bán được 1 triệu nhưng mà gì ạ, những người này mỗi người bán 1 triệu thì có phải là chúng ta một ngày chúng ta thêm gì ạ, 14 triệu nữa và cộng với mình là 15 triệu. Đúng không? 15 triệu một ngày, bán một ngày ví dụ như vậy. Thế mà cứ nhân lên như vậy thì chúng ta gì ạ? Sau đấy chúng ta học về chính sách hợp tác các chị nhé. Học về chính sách hợp tác thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có thêm thu nhập. Ví dụ như khi chia sẻ 1.000 người thì gì ạ? 1.000 người đến mỗi người người ta bán một ngày 1 triệu thì các anh chị sẽ nhân lên là bao nhiêu rồi? Và mình chỉ cần thu nhập của một xíu 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 ở trong cái số 1.000 người đấy thôi thì đã có thu nhập chưa? Các anh chị thấy mà không phải sức của một mình đúng không? Không phải sức một mình, không phải một mình chia sẻ cho 1.000 người đâu. Mà ở đây các anh chị nhìn thấy là mọi người tự thôi, tự làm. Ví dụ tiếp vào đây thì thấy sản phẩm tốt, mọi người mua xong là người ta bảo là ôi sản phẩm thích thế thì bây giờ lại bán cho chị để chị biếu bố mẹ chị, thế sau lại bán cho chị để chị đi tặng bạn cùng trường với chị đấy, thì người ta thấy hay thế thì mình cũng muốn bán không ạ, muốn bán đúng không, muốn bán là xong đấy rồi mình có thu nhập rồi mình tự nhiên là việc kinh doanh nó dễ dàng, nó không có khó mấy. Chứ mà bình thường mình đi làm công chức thì làm gì có thời gian mà có thể là mà đi đi làm đi đóng gói đi gửi hàng rồi đi đi nhập hàng các thứ vất vả thế. Thế bây giờ mình chia sẻ cho người ta thì người ta vừa cũng có thu nhập thêm, người ta đỡ phải đi ship hàng, người ta đỡ nắng mưa đi ra ngoài trời kia, người ta có thu nhập, người ta biết ơn mình. Nhưng mà sau đấy gì ạ, xong tiếp tục người ta chia sẻ nữa thì người ta có thu nhập, mình cũng có thu nhập, thì cái đấy gì ạ. Đấy, thì cái phần này không biết các anh chị có hiểu không? Thì các anh chị sẽ chọn là 1, 2 hoặc là cả 2. Các anh chị có thể chọn, các anh chị có thể comment nhé. Anh chọn theo phương thức nào thì các anh chị có thể comment đi ạ. 1, 2 hoặc cả 2. Các anh chị chọn là bán lẻ hay là các anh chị chọn là mở kênh phân phối, hay là các anh chị chọn là vừa bán lẻ vừa mở kênh phân phối. Các anh chị comment ở trên chat đi ạ. Các anh chị phải comment thì mới biết được các anh chị có học hay không. Còn nếu như các anh chị mà không comment thì các anh chị có thể là không biết là các anh chị vừa ngủ hoặc là các anh chị vừa nằm, các anh chị nghe nó cũng không sẽ không rõ đâu. Mà nếu như không làm tập trung ấy, mình không không học không hiểu được thì các anh chị sẽ khó thành công với chị ạ. Một trong những cái lý do mà thấy rất đơn giản mà cứ hỏi là tại sao mà không thành công. Thì ở đây thì thấy rất nhiều người hiểu bài rồi đấy, chúng ta chọn cả hai, đúng vậy. Chúng ta cứ có người thì chúng ta bán đi đúng không? Chúng ta vừa có thu nhập vì bán lẻ là thu nhập rất cao. Và nếu bán sỉ, ở đây là vừa bán sỉ vừa bán lẻ đấy, các chị hình dung nó là cái phương thức như ở đâu cũng thế thôi, kinh doanh là phải có gì ạ? Phải có cái hệ thống như vậy thì nó mới gì ạ? Là mới có thể phát triển nhanh được. Còn nếu không một mình chúng ta làm lâu lắm. Một mình chúng ta làm lâu đúng không? Cái cuộc họp này như là đã ghi lại rồi đấy anh chị nhé. Thì chúng ta phải thấy đấy là cái phương thức mà có thể hỗ trợ được cho chúng ta, thì chúng ta chọn cả hai là rất đúng rồi. Để chúc mừng anh chị nhá. Và mô hình của chúng ta là mô hình kinh doanh ưu việt và đang kết hợp kết hợp của 4 các mô hình ở trên thị trường các anh chị ạ, kết hợp những ưu điểm của các cái mô hình khác ở trên thị trường để thấy thấy cho anh chị là ở đây chúng ta có thể kết hợp các cái mô hình kinh doanh truyền thống, ví dụ như là các anh chị là chọn tuyển chọn công nhân viên, các anh chị là thông qua người quen đấy đúng không, người thân người quen mà mình tuyển cho làm đối tác của chúng ta đấy, thì chúng ta theo phương thức truyền thống có thể là mình phát huy được là mình tuyển theo các mối quan hệ của mình, là mình có thể chia sẻ cho người khác, mình bán hàng được và mình chia sẻ cơ hội cho người khác được thông qua cái mô hình truyền thống là trực tiếp với nhau đúng không. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể là
sử dụng những cái ưu điểm của cái mô hình kinh doanh online. Thì bây giờ các anh chị thấy nhé, bây giờ các anh chị thấy này, nếu như một mình một cá nhân mà đi kinh doanh online, các chị hình dung ạ, cá nhân kinh doanh online trước kia là một mình có thể làm kiếm được cũng khá nhiều tiền, và có thể vài năm chục năm trước mà các chị thấy là những người đi kinh doanh online, người ta có thể là những người ta được bán hàng hàng giả hoặc là hàng gì đấy, xong đấy họ bán là cứ bán cho một lần, xong lại người khác cứ vào bị lừa lừa xong, nhưng mà họ gồm vào họ rất nhiều tiền. Nhưng mà ngày xưa nó không bị bóp tương tác, nhưng mà bây giờ các anh chị thấy là quảng cáo mà trên Facebook và các mạng xã hội của chúng ta là đa Facebook rồi, thì các cái nền tảng mạng xã hội nó dần dần nó đến là nó bóp tương tác, cho nên là nếu mà chúng ta tự quảng cáo mất tiền rất nhiều nhưng mà chưa chắc đã bán được. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta là gì ạ, có quảng cáo hỗ trợ từ việc từ công ty rất là nhiều để hỗ trợ cho các anh chị. Anh chị thấy là trên các sản phẩm của chúng ta nhé, đều có các cái chương trình là nhận các cái giải thưởng ở trên trên các cái chương trình lớn này. Thế rồi các cái chương trình ở trên 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 VTV1, VTV3 hoặc là các cái truyền hình Hà Nội hay là ai này đang bật. Anh chị nhớ tắt tiếng giúp đang thế nha. Đấy thì chúng ta tận dụng được nhé, chúng ta tận dụng được mọi thứ là từ marketing online. Và ở đây chúng ta lại có thể là học được ở cái chương trình hệ thống đào tạo là rất là bài bản các chị nhé. Thì có ví dụ như là kinh doanh, các chị thấy là những cái người kinh doanh, ví dụ như kinh doanh bảo hiểm này, rồi kinh doanh về online hay là Amway gì đấy, những cái mô hình mà kinh doanh gọi là kinh doanh đa cấp hoặc là kinh doanh bảo hiểm ấy, thì là người ta có cái chương trình đào tạo rất là giỏi, rất là tốt. Anh chị thấy có những người mà là người ta làm bảo hiểm nhưng mà người ta ăn mặc rất là chuyên nghiệp đấy, người ta được học được đào tạo đấy anh chị ạ. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng xây dựng cái hệ thống đào tạo mà không phải offline, mà chúng ta học online nhưng mà được đào tạo rất là bài bản. Ở đây chúng ta gì ạ? Thông qua bình thường đi kinh doanh là có được đào tạo đâu, các anh chị hình dung là nếu như mà chúng ta đi kinh doanh, chúng ta không muốn học được học kinh doanh mà chúng ta đang có một cái nghề không liên quan đến kinh doanh, nhưng mà chúng ta muốn đi kinh doanh nhưng mà chúng ta lại không học kinh doanh, thì các anh chị nghĩ là có thành công được không ạ? Không thể thành công được. Hoặc là nhiều người là cứ có mặt bằng hay là cứ thích sản phẩm này sản phẩm kia là tự nhiên nhập về là bán, rồi xong đến một thời gian là đóng cửa và hoặc là thua lỗ các anh chị. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy được là chúng ta phải học đào tạo đã. Chúng ta chưa có kiến thức thì chúng ta phải có vững về kiến thức thì chúng ta mới làm được, mới có thể mong thành công được. Chứ còn đã không có kiến thức nhưng mà lại còn không chịu học, không chịu nghe đào tạo thì cũng không có thể thành công được các chị nhé. Thì ở đây là chúng ta có cái chương trình đào tạo hỗ trợ cho các anh chị rất là tốt luôn, ngày nào gần như cũng có các cái buổi Zoom hỗ trợ và để cho các anh chị học. Và buổi sáng thì 5 AM là đào tạo cho các anh chị rất là đều từ 5 giờ sáng đến 6 rưỡi, ngày nào cũng như ngày nào các anh chị nhé. Và cái nữa là chúng ta xây dựng một hệ thống nhượng quyền theo phương thức kinh doanh cho nhiều người. Đấy là ở trên thị trường thì nó cũng có cái phương thức kinh doanh nhượng quyền, ví dụ như là KFC này, hoặc ví dụ như là Starbucks là cà phê này, cà phê Trung Nguyên này, rồi một số các cái cửa hàng mà theo nhượng quyền. Nhưng mà nhượng quyền đấy thì các anh chị thấy là nếu như để cho một ví dụ như là một cái sản phẩm mà kem Misê chẳng hạn, ví dụ nhé, bây giờ kem Misê thì thấy là nó xuất phát từ Trung Quốc nhưng mà bây giờ đến từng ngóc ngách ở từng các xã thôn rồi anh chị, từng đến từng xã rồi, chứ không phải là chỉ đến từng huyện nữa đâu mà đến từng xã rồi. Xã ở cái vùng của phía là cái xã cũng có cái kem đấy rồi, nhưng mà để ra mà mở một cái hệ thống nhượng quyền đấy là gì, cái thằng mất hàng tỷ đồng anh chị ạ, phải mất hàng tỷ đồng và đủ các cái điều kiện đấy mới có thể mở được. Nhưng mà ở đây thì chúng ta gì, tận dụng là chúng ta cũng có thể là nhượng quyền ra cho nhiều người như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ có duy nhất là 100.000 đồng phí nền tảng trên một tháng thì nó quá rẻ, các chị thấy không? Kết hợp những cái ưu việt của những cái mô hình hiện có ở trên thị trường mà chúng ta đẩy vào trong kinh doanh của Ropi, anh chị thấy ạ, có tuyệt vời đúng không ạ? Và mô hình của chúng ta là mô hình kinh doanh tinh gọn, một chiếc điện thoại này có thể đi khắp đất nước, đi khắp các quốc gia mà không cần phải làm cái gì thêm, mà chỉ cần cầm một chiếc điện thoại thôi có thể kinh doanh thành công được đúng không ạ? Và chúng ta tiếp cận được với nhiều khách hàng bởi vì chúng ta làm online, chúng ta tiếp cận được không chỉ là ở trong nước mà còn đi cả nước ngoài trên thế giới nữa. Và không chỉ là một ngày mà đêm, không chỉ là miền núi miền xuôi miền ngược, ý là chúng ta tiếp cận được hết, cứ ai mà có mạng internet là chúng ta có thể tiếp cận được. Và chúng ta có chăm sóc khách hàng hiệu quả, có nghĩa là rất là cần thiết, ví dụ như cần thì có thể từ thành phố Hồ Chí Minh mà gọi về Hải Dương hay gọi về Hà Nội, hoặc là nhắn tin thôi là cần hỗ trợ cái ca này ca kia, hoặc là gọi trực tiếp cho
cho những cái nhà phát triển sản phẩm, ví dụ như một số nhà mà nó liên quan đến bảo hành bảo trì ấy, là chúng ta hoàn toàn có thể gọi Zalo, xong đến họ hướng dẫn, họ hỗ trợ hoặc là gì ạ, hoặc là họ hỗ trợ cho mình luôn, đấy là gọi là chăm sóc rất là hiệu quả luôn. Chứ còn nếu như ở truyền thống thì chị thấy là phải mang cái đồ đấy ra, ví dụ như ở truyền thống thì chúng ta gì ạ, hoặc là gọi gọi vào hoặc là chờ họ chờ rất lâu, nhưng kia chúng ta hoàn toàn có thể là bật gì ạ, bật lên xong đấy là gọi để chăm sóc được luôn, ví dụ như vậy. Và chúng ta còn mở rộng hệ thống kênh phân phối được, vì thông qua mạng, mạng ấy, nó là một ưu thế rồi, và chúng ta thấy được là mạng bây giờ phát triển như thế mà chúng ta phải tận dụng được cái mạng xã hội đó, cái bùng bùng nổ về internet như vậy để chúng ta gì ạ, có thể mở rộng kênh phân phối. Và đây chúng ta lại có một cái phương thức, có một cách hỗ trợ là chúng ta có thể mở rộng kênh phân phối của mình chỉ bằng một chiếc điện thoại thôi, chỉ bằng một chiếc đường link affiliate thôi. Thì đấy là gì ạ, những cái gì mà là ưu việt nhất đang hỗ trợ cho chúng ta. Mà nếu như chúng ta không tận dụng được và chúng ta không hiểu rõ được bản chất những cái ưu điểm này thì chúng ta sẽ rất khó để các anh chị tận dụng được thành công được. Chúng ta đang được tận dụng rất rất là nhiều các ưu việt của các cái mô hình khác ở trên thị trường, và dường như là gì ạ, một cái kinh doanh của chúng ta chỉ trọng nằm trong một chiếc điện thoại thôi. Các anh chị thấy là có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời đúng không? Thì chúng ta phải hiểu được như vậy nhé. Và đây quan niệm kinh doanh bền vững các anh chị ạ, đây là một cái quan niệm cũng là phải tư duy các anh chị nhá, phải tư duy thì mới hiểu được cái nội dung này. Kinh doanh gì ạ? À, quan niệm về kinh doanh bền vững ở đây các anh chị thấy được là các anh chị đang làm ngành nghề gì, các anh chị comment đi, comment đi không lại buồn ngủ đấy ạ. Các anh chị comment cái ngành nghề của các anh chị đang gì ạ, đang làm chính đi ạ, anh chị comment ở trên khung chat tôi giúp đăng ký nhá, theo là cái công việc của các anh chị là đang làm gì để tiếp có thể là cùng hỗ trợ cùng với mọi người xem là đang làm gì nào. Như là mọi người có comment chưa, giáo viên mầm non cũng còn đừng đi kinh doanh gì, các anh chị bán thuốc bảo hiểm làm hậu cần nghề cá à, rồi các anh chị có rất là nhiều ngành nghề khác nhau à, thì chia sẻ các anh chị nhá. Thu nhập làm công, như vậy là các anh chị vẫn đang làm công phải không ạ? Có một anh kinh doanh, có một anh kinh doanh gì đấy nhỉ? À, thu à, thu vali túi sách là bán túi sách à, bán kinh doanh túi sách à đúng không? Thu vali túi sách là làm túi sách, nhưng mà bán cái đấy thì sao? Anh chị nha. À, những người đi làm công, và thứ nhất là những người ví dụ như giáo viên, những người đi gì ạ? À, đi làm gì ạ? Làm à, cho shop quần áo hay là gì, làm thủ quỹ, những người gì đấy là gì ạ, là chúng ta đang đi làm công. Làm công là chúng ta dành thời gian công sức của mình để tạo ra gì ạ, tạo ra tiền. Nếu như muốn có tiền là chúng ta phải dành thời gian và công sức của mình. Còn nếu như chúng ta không làm, chúng ta ở nhà, chúng ta có tiền không? Không có tiền đúng không? Còn nếu như các anh chị làm tự do, tự do thì có thể là các anh chị tự mở một cửa hàng thế này, mở một cái cửa hàng ra, hoặc là tự đi vẽ tranh tự do thì chúng ta vẽ tranh chúng ta có tiền, không vẽ chúng ta không có tiền đúng không? Chúng ta mở cửa hàng thì chúng ta phải mở cửa hàng ra, phải bán được hàng mới có tiền. Còn nếu như không bán được hàng có tiền không ạ? Không đúng không? Nhưng mà đi kinh doanh thì sao? Kinh doanh ở đây thì kinh doanh thì cũng phải là kinh doanh là theo gì ạ, theo một cái hệ thống rồi. Chứ còn nếu mà kinh doanh như là kinh doanh túi sách mà cái chị kinh doanh tự mở cửa hàng túi sách ở đây thì thấy có một bạn là túi sách thì là mình cũng mở cửa hàng ra có tiền, không có mở cửa hàng ra không có tiền đúng không? Nhưng mà những người kinh doanh ở đây là những người kinh doanh mà phía phải chia sẻ với anh chị là chúng ta phải tạo ra một cái hệ thống tự vận hành, có nghĩa là gì ạ, có nghĩa là chúng ta phải tạo ra một cái tài sản, chúng ta phải tạo ra một cái tài sản để sau đấy là gì ạ, là lúc nào đó là chúng ta khi mà chúng ta tạo rồi là cái tài sản đấy là tạo tiền ra tiền của chúng ta. Hoặc ví dụ như chúng ta đi kinh doanh sau đấy chúng ta có thuê một cái có mua một cái nhà để cho thuê chẳng hạn, ví dụ như thế, hay là chúng ta mua một cái ô tô mà chúng ta không phải là để lái xe mà cái ô tô đấy để chúng ta kinh doanh cho tự lái gì đấy là chúng ta đi kinh doanh, ví dụ như vậy thì nó gì ạ, nó cái đấy nó tự để ra tiền. Hoặc cái gì ạ, cái nhà mà chúng ta cho thuê thì không những là hàng tháng chúng ta có thu, ví dụ như là nhà 3 tỷ đúng không, thuê được 10 triệu một tháng thì cái nhà đấy thì nó sẽ gì ạ, dần dần nó sẽ cái bất động sản nó sẽ lên, thì nó sẽ lên giá. Và thứ hai nữa là hàng tháng chúng ta lại có tiền nữa, thì đi kinh doanh là gì ạ, nó có những cái thu nhập gọi là thu nhập thụ động, là tạo ra một hệ thống tự vận hành anh chị ạ.
Ví dụ nha, ví dụ các anh chị, ví dụ như là có những người người ta tạo ra một cái hệ thống là về kinh doanh, ví dụ như KFC chẳng hạn. Như KFC chẳng hạn, khi mà họ đã tạo ra một cái hệ thống như rồi thì cái ông chủ có cần làm không ạ? Các cái cửa hàng nó tự làm và nó thu tiền đó. Chứ làm gì ạ? Mình bán vừa là bán nhượng quyền, đúng không? Vừa bán về về có những cái cửa hàng là đấy và cũng nhận là bán về về bản quyền, bán độc quyền đấy, bán về thương hiệu đấy, nhượng quyền đấy. Đấy thì là cứ có tiền thôi, và sau đấy là kể cả là khi mà gì ạ, khi mà cái người đấy chết đi rồi thì cái thu nhập đấy vẫn có thể để cho con cháu, đúng không ạ? Là kinh doanh là sẽ tạo ra một cái hệ thống tự vận hành và nó sẽ có một cái thu nhập chủ động, là gì ạ? Nó không phải là dành cơ thời gian công sức để tạo ra tiền nữa, mà sẽ tạo ra tài sản, và tài sản đấy nó cũng đẻ ra tiền cho chúng ta, đúng không? Thì gì ạ? Thì làm công làm thuê là nó phụ thuộc vào gì ạ? Thời gian và công sức của các anh chị bỏ ra, là nhưng mà thu nhập thì nó sẽ có ngay và giải quyết được nhu cầu trước mắt. Ví dụ như các anh chị, lại có ai bật mic không? Để tôi tắt mic một chút. Có ai vẫn vẫn bật mic nhỉ? Tôi biết tắt mic cũng không không được nhỉ. Tắt mic tất cả không được. Rồi được rồi, ok. Mọi người vào là tắt mic đi nhé. Mọi người mời cứ bật, tắt bật mic là gì ạ? Là mình bị phân tán tư tưởng, là nó không có chuyên môn sâu được đâu. Thì các anh chị này, làm công làm thuê của chúng ta, Thúy có một cái ví dụ cho các anh chị thì có thể thấy nhé. Làm công ở đây thì có một cái câu nói rất hay của các cụ ngày xưa là gì ạ? Phi thương thì bất phú, đúng không? Làm công làm thuê các anh chị mỗi mỗi ngày, mỗi tháng các anh chị có thể tiết kiệm, bỏ ra tiết kiệm được 10 triệu luôn. Thì ví dụ như vậy, bây giờ tăng lương rồi, các chị tiêu hết rồi, các chị bỏ ra được 10 triệu, mỗi gia đình bỏ ra được 10 triệu, một năm các chị tiết kiệm được 120 triệu, đúng không? Thì 30 năm công tác, ví dụ như giáo viên, ví dụ như là công nhân viên chức, làm 30 năm, sau đấy chúng ta về hưu, thì chúng ta tiết kiệm mỗi mỗi tháng được 10 triệu, thì cả một đời công tác 30 năm chúng ta tiết kiệm được 3 tỷ 6. Nếu 3 tỷ 6 này thì các anh chị thấy là ở mức bình quân quân bình thường, thì có những người đúng là cả đời mới không mua được cái một ngôi nhà đâu ạ. Không mua nổi một ngôi nhà. Bây giờ một ngôi nhà mà ở phố mà đẹp thì phải dăm 7 tỷ trở lên. Nếu còn lại 3 tỷ 6 là cũng khó khăn lắm. Ví dụ như vậy nhé. Nhưng mà đi làm như vậy chúng ta có cái thu nhập ngay trước mắt để chúng ta lo được cho con, cho gia đình của chúng ta, để chúng ta có thể trang trải mọi thứ trong cuộc sống và chúng ta yên tâm, đúng không ạ? Và không có cái giá trị đảm bảo. Ý là nếu như các anh chị bị ốm, bị đau, bị có công việc gia đình gì đấy mà phải nghỉ là chúng ta sẽ không có tiền nữa, các anh ạ. Là sẽ không có tiền. Đấy, thế chia sẻ như vậy. Nhưng mà nếu như đi kinh doanh mà những cái ngày đầu, tháng đầu của chúng ta phải rất là vất vả này, nó sẽ không phụ thuộc vào thời gian, không bị giới hạn, sẽ có thu nhập thụ động, nhưng mà cần thời gian xây dựng là 3 năm đến 5 năm. Và ở đây thì cái cách kinh doanh của chúng ta là cái cách phương thức mà kinh doanh ấy, mở rộng kênh phân phối mà Thiết chia sẻ với các anh chị đấy, là chúng ta vừa là bán lẻ, vừa là bán sỉ bằng cách là chúng ta chia sẻ lan tỏa cho người khác. Và chúng ta cứ chia sẻ như vậy, lan tỏa như vậy, và đến 3 năm, 5 năm thì các anh chị hình dung là lúc đó là chúng ta sẽ có một cái thu nhập mà có thể là các anh chị thấy là có thể có cái thu nhập chủ động mà chúng ta có thể đảm bảo. Có lúc chúng ta không cần làm gì nữa, chúng ta đi ngủ cũng có tiền, mà đi chơi cũng có tiền, đi du lịch cũng có tiền. Thì mục đích của kinh doanh là tạo ra một hệ thống tự vận hành, các chị ạ. Tạo ra một hệ thống tự vận hành là chính là cái slide mà tôi chia sẻ vừa rồi ấy, là cứ bị là cứ chia sẻ như vậy đó, đúng không? Thì nhưng mà chúng ta vừa mới đi kinh doanh thì sao? Vừa mới đi kinh doanh thì chúng ta phải cân đối cả hai loại thu nhập. Các anh chị vẫn làm giáo viên, anh chị vẫn vẫn có thể làm bảo hiểm, anh chị vẫn có thể làm kinh doanh bán nhỏ, các thứ cái công việc của các anh chị vẫn làm để có cái thu nhập này. Sau đấy các anh chị tiếp tục là đi kinh doanh copy, và các anh chị là vừa là bán hàng, vừa là bán lẻ, vừa là bán sỉ, vừa mở rộng kênh phân phối đấy, thì cần 3 đến 5 năm thì các anh chị sẽ tạo ra một cái hệ thống tự vận hành. Và các anh chị sẽ học vào cái buổi chính sách hợp tác cùng với SPC của chúng ta vào tối thứ sáu anh chị nhé.
thì các anh chị sẽ có thu nhập, các anh chị sẽ cứ cố gắng điện 3 năm, 5 năm để các anh chị thấy. Khi chia sẻ rồi 3 năm, 5 năm, nếu như mà điện lúc đấy chúng ta có một cái nguồn thu nhập thụ động, ví dụ như 3 năm, 5 năm anh chị có một thụ động khoảng độ 2 10 triệu đi, hoặc 10 triệu, 20 triệu đi. Đây là thấp nhất. Thấp nhất nếu anh chị cố gắng. 10 triệu, 20 triệu. Đấy là nó không phụ thuộc vào thời gian công sức của chúng ta nữa, mà gì ạ? Mà chúng ta tự tạo ra một hệ thống tự vận hành, các anh chị vẫn làm được việc khác, các anh chị vẫn bán lẻ được, các anh chị vẫn tiếp tục mở rộng được, xây dựng cái sự nghiệp cho mình, thì nó sẽ có một cái thu nhập. Và các anh chị hình dung nhân lên ạ, nhân lên ạ, bài này về học về chính sách, bài này học về chính sách và bài này học về quản lý tài chính cá nhân sẽ được phân tích rất kỹ. Nếu chỉ chia sẻ xíu thế thôi, để các anh chị còn tham gia các buổi sau, và buổi sau các anh chị sẽ nghe phân tích rất kỹ cái này. Và đây chính là cái con đường mà chúng ta phải đi kinh doanh nữa, chứ không chỉ là không chỉ làm cái công việc mà các anh chị đang làm. Và thực sự các anh chị là khi mà chúng ta đi kinh doanh, khi mà chúng ta đi học ở đây, chúng ta mới vỡ ra rất nhiều điều, và về 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 chúng ta, về cái tư tưởng của chúng ta, về quan niệm của chúng ta, mới chúng ta mới thấy được là rất nhiều thứ mà mình nghĩ rằng là mình không làm được, nhưng mình vào đây mình có thể hoàn toàn có thể lột xác cái gì ạ, hoàn toàn có thể tìm thấy gì ạ, cái gọi là cái phiên bản của mình tốt hơn cái phiên bản mà các anh chị đang có. Thì chỉ cần 3 năm, 5 năm các anh chị cứ kiên trì nỗ lực và chăm chỉ như hôm nay học buổi đầu tiên, và chúng ta duy trì được gì ạ, cái sự kiên trì nỗ lực như vậy, và cái sự tương tác như vậy, và chăm chỉ như vậy, thì tôi tin rằng gì ạ, là sẽ thành công. Và thiết chia sẻ với anh chị là phía chỉ có 1 năm là mình đã xây dựng được cái hệ thống tự vận hành, và đã có một cái nguồn thu nhập thụ động, và cũng tương đối là cao cái chuyện. Nhưng mà phải chăm chỉ và chịu khó, nhưng không phải là cái gì không tự nhiên đến cả các anh chị, không có gì tự nhiên đến cả. Chúng ta chỉ thấy cái tiềm năng đấy rồi thì các anh chị tự phải cố gắng đi, tự thấy cái tiềm năng rồi, tự thấy con đường rồi, thì chúng ta phải vẽ ra mục tiêu của mình và vẽ kế hoạch của mình để làm sao mình đi nhanh, mình đi nhanh mà mình đi xa, mình đi sớm thì nó mới thành công, đúng không? Chứ còn nếu anh chị thấy là làm công làm thuê, các anh chị cả một đời rồi chúng ta chỉ tiết kiệm được 3,6 thôi. Nhưng mà các anh chị thấy ở đây, nếu như các anh chị nếu các anh chị xây được ba cái ngôi nhà cho thuê, anh chị ạ, nếu các học chị học chính sách nha, ba ngôi nhà cho thuê các anh chị đây đâu đó khoảng 30 triệu, 30 triệu một tháng, 30 triệu một tháng. Mà đến lúc các anh chị phấn đấu là cả đời đi làm để sau đấy là đến lương hưu của mình 10 triệu, đúng không? 30 năm là Đúng sao? chưa? 30 năm để thu 10 triệu, đúng không? Thì ở đây cũng có một cái điều kiện để các anh chị có thể là 3 năm, 5 năm để mình có cái gần như là có một cái tiền lương hưu là khoảng 30 triệu đấy các anh chị, khoảng 30 triệu. Thì các anh chị có phấn đấu không? Là 1 năm bằng người ta làm gì ạ? 3 năm, 5 năm thì mình phải gì ạ? Mình phải nhanh chóng lên để mình có gì ạ? Để mình có cái thu nhập, và sau đấy mình còn hưởng thụ nữa, mình còn có thể có nhiều thứ nữa, mình còn nhiều đam mê nữa, đúng không? Thì đấy là cái mà tôi chia sẻ với các anh chị nhé. Và xu hướng về kinh doanh bán thời gian, kinh doanh của chúng ta là kinh doanh nhỉ? Linh hoạt thời gian, anh chị không bị bó buộc là áp lực. Anh chị ví dụ như là một số kinh doanh là phải nhập mỗi tháng là vài chục triệu vào đây, đúng không? Là phải ôm hàng, sau đấy là gì ạ? Tồn kho rồi thì sao? Tồn kho mà nếu mà làm mỹ phẩm là thực phẩm chức năng, tồn kho không bán được là bán phá giá để cho khỏi bị ế, đúng không? Thì như vậy là nó sẽ loạn, cái thị trường nó bị loạn. Nhưng ở đây chúng ta thì sao? Rảnh đi làm, bận thì thôi, đúng không? Rảnh thì chúng ta là bớt đi buôn dưa lê, hoặc là chúng ta rảnh là chúng ta không có lướt mạng xem linh tinh nữa, mà chúng ta đi kinh doanh, chúng ta tìm kiếm khách hàng, chúng ta học kiến thức, trong việc chúng ta chia sẻ cho mọi người thì chúng ta kiếm tiền, đúng không? Thì rảnh thì làm, bận thì thôi, và nó phù hợp cho mọi người vậy, nó phù hợp ai cũng làm được. Có những người bảy mấy tuổi vẫn vào học vẫn làm được thành công với chị ạ. Nên là đừng có giới hạn, các anh chị ở đây là đừng giới hạn là mình vài chục tuổi, như thế là gần 50 tuổi rồi đấy các anh chị ạ. Gần 50 tuổi và ngoài 40 tuổi mình mới khởi nghiệp, trước là mình không có khởi nghiệp. Và trước mình nghĩ là tí làm cái người mà rất truyền thống các chị nhé, tí là người mà rất truyền thống là gì ạ,
mình nghĩ rằng là mình làm cái gì mà vừa phải, ý là thu nhập của mình nó không phải là nó kém quá, không phải mình không mong ước có giàu có quá, nhưng mình cũng không phải là nghèo khổ quá, nhưng mà mình cũng chỉ êm đềm như thế thôi, mình cũng không có mơ ước cái gì cả, và mình cũng không nghĩ là mình có thể kinh doanh được cái gì cả đấy, và thậm chí đi mua hàng là thế gì ạ, thì cũng không biết trả giá thứ đâu, mình cũng không có kinh tế, nhưng mà gần như mình cứ cứ trả giá mà cứ lên xuống giá là mình cũng không có thích cái kiểu đấy. Thế nên đây là ví dụ như là người bán hàng người ta tốt, người ta bảo ừ thế bán như thế này thế kia thì mình mua, còn lần sau mà người ta không tốt là mình lánh, là mình đi chỗ khác, ví dụ nó kia là cái người như thế. Nhưng mà ở đây thì ai cũng làm được, thế cho nên là mình còn làm được người khác còn làm tốt hơn, đúng không, mình còn làm được người khác làm tốt hơn, cho nên là các anh chị đừng đánh giá thấp bản thân mình, là nó phù hợp với tất cả mọi người, phù hợp với người mới bắt đầu. Nếu các anh chị chưa từng có kiến thức kinh doanh thì ở đây là gì, là những kiến thức, là kể cả các anh chị có kinh doanh bên ngoài rồi, các anh chị vừa bán cái gì đấy, các anh chị vừa có kinh doanh bán thì đấy, các anh chị có được được học không, có ai dạy cho các anh chị để kinh doanh không, hay là mình tự là mình thấy là mình cũng thích cái ngành đấy mình đi kinh doanh và mình cũng có tiền mình đi nhập hàng về mình tìm kiếm, vâng thì mình đi có thể là mình đi nhập hàng ở chỗ nọ chỗ kia về về mình bán thôi, mình bán từ gì mua từ nơi nơi rẻ đến đến nơi đắt thì mình bán thôi. Thế mình chỉ đơn thuần nghĩ thế là mình có kiến thức gì cơ, không có kiến thức, nhưng ở đây thì cậu được bài được học hết, được đào tạo hết, nên là các anh chị phù hợp với người mới bắt đầu với chị nhé, và có thể mở rộng thu nhập không giới hạn. Cái này mới là cái mà các anh chị thấy có thể mở rộng thu nhập không giới hạn. Bạn không giỏi nhưng mà bạn của bạn giỏi, bạn không giỏi nhưng mà bạn của bạn của bạn của bạn của bạn của bạn nữa lại giỏi, ví dụ như thế. Có người mà mình có biết đâu, nhưng mà mình chia sẻ với một người tận Hồ Chí Minh, sau người Hồ Chí Minh lại chia sẻ cho một người ở Vũng Tàu, người Vũng Tàu đây lại chia sẻ cho một người ở Vũng Tàu nữa, người Vũng Tàu nữa lại chia sẻ cho người Hồ Chí Minh, người Hồ Chí Minh đấy lại chia sẻ cho người Đắk Lắk, thì gì ạ, cái người mấy cái người ở trên này không giỏi nhưng mà mấy người ở dưới lại giỏi các chị ạ. Thế cho nên là mình không giỏi, bạn mình cũng không giỏi, nhưng bạn bạn của bạn của bạn của bạn rất xa rồi lại rất giỏi các chị ạ. Thế là mình trở thành giỏi thôi, mình đứng trên vai người khổng lồ là mình khổng lồ thôi, mình có thể mở rộng thu nhập không giới hạn. Cái phần này các chị hiểu chưa? Cho nên là mình đừng đánh giá bản thân mình là yếu kém các chị ạ, đừng đánh giá tự ti về bản thân mình, mà mình hoàn toàn có thể mở rộng cái thu nhập của mình không giới hạn. Bởi vì có rất nhiều người ở ngoài kia, người ta cần cái môi trường này để học tập, cần cái môi trường này để kinh doanh, nhưng người ta chưa biết đến, mình chỉ cần là kết nối chia sẻ thôi, và bạn của mình kết nối chia sẻ thôi, thế thôi, chẳng có gì cả, không có gì khó cả, và có thể tạo ra thu nhập thụ động, là mình tạo ra một cái hệ thống tự vận hành nhé. Tự vận hành nó tạo ra cái tài sản đấy, mà mỗi cái tài sản đấy nó chia cho mình là mỗi tháng là bao nhiêu tiền đấy, là một ngôi nhà cho thuê nó khoảng mấy triệu, thì các anh chị thấy là ví dụ như ba có ngôi nhà cho thuê là khoảng 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 30 triệu, anh chị một tháng 30 triệu, anh chị bao giờ được một tháng 30 triệu? Một cái người mà cực giỏi, người đi phải đi du học về, hoặc là người đấy phải gì ạ, là gì học sinh xuất sắc và giải giải cao của tỉnh hay gì đấy ra mới có thể thu nhập đấy. Nhưng mà đây có cái người chỉ học hết cấp 2 thôi, chỉ học hết cấp 2 thôi, nhưng mà người ta nắm được cái phương thức kinh doanh này, nắm được cái xu thế kinh doanh này, người ta chia sẻ ra và người ta hoàn toàn có thu nhập gì ạ, vài chục triệu một tháng, 100 triệu một tháng, có tin không ạ? Nói bên ngoài không ai tin, nhưng mà có nơi để cho các anh chị làm được điều đấy, thì các anh chị có làm không ạ? Làm đi, làm hết mình đi ạ, đúng không? Thì hôm nay là kiến thức để mở mang cho các chị nhá, các chị phải hiểu được để chúng ta thấy được là chúng ta là ai cũng quan trọng, chúng ta xuất phát điểm như nào không quan trọng, chỉ cần các anh chị nỗ lực và các anh chị miệt mài để chia sẻ thì các anh chị thành công rồi, không có khó, không có gì khó, không sợ khó, không sợ khổ, quá hiểu, tất cả đều có con đường hết anh chị nhá. Và đấy là cái cách mà khi chia sẻ rồi, còn đây là một cái câu chuyện nữa để các anh chị thấy này. Ở đây nhá, ở đây là các anh chị thấy, sẽ thấy này, một cái công thức để thành công trong kinh doanh, đây là một cái công thức rất hay nhưng mà không phải ai cũng biết và không phải ai học cũng hiểu anh chị này, không phải ai cũng biết, không phải ai học cũng hiểu. Đó là mô hình, tìm hiểu mô hình về CAC và COV, rồi tối ưu chi phí khách hàng, và cách xây dựng giá trị và xây dựng tệp khách hàng siêu lợi nhuận. Thì chúng ta đi tìm hiểu về mô hình CAC và CLV nhé.
anh chị CAC này và CLV. CAC là nó là chữ viết tắt tiếng Anh là Customer Acquisition Cost, là chi phí trên một khách hàng anh chị nhé, chi phí trên một khách hàng. Và CLV đọc là gì ạ? Customer Lifetime Value, gọi là lợi nhuận khách hàng trọn đời. Thì phía phân tích cái công thức này, nếu mà nghe cái công thức này các anh chị không nghe phân tích, các anh chị không hiểu đâu, và các anh chị chẳng biết đâu mà hiểu và nghe này khó lắm. Nhưng để thì ví dụ cho các anh chị nghe nó rất là dễ đây này. Chi phí để tạo ra một khách hàng là chỉ số CAC đấy, là gì ạ? Là nếu như mà để có một khách hàng, thì chia sẻ với các anh chị là nếu như các anh chị chia thế thế vẫn là ví dụ cho mọi người là mình có thể đi mời đi một người đi uống nước hoặc đi uống cà phê để chia sẻ về sản phẩm nhé các anh chị nhé. Ví dụ một cái sản phẩm trị nám là thì sẽ chia sẻ cho người thứ nhất là một cái người bạn, thí dụ là đi uống cà phê đi, đi hôm nay lâu rồi tôi không gặp bạn thì mình đi uống cà phê với nhau. Thì cà phê với nhau mình cũng chia sẻ là mình thấy bạn mình bị nám, mình cũng chia sẻ, nhưng mà đây là cái điều kiện là mình chưa có kiến thức kỹ năng gì mấy, mình cứ chia sẻ nhá. Mình chưa biết mấy mình cứ chia sẻ, thì mình cứ chia sẻ người ta không mua, người ta nhất không mua. Rõ ràng là mình biết là người ta là bị nám, người ta bị nám và người ta đang cũng đang cần, nhưng mà mình chưa biết cách chia sẻ. Mình cứ đi vào mình học, mình cứ uống cà phê, sau đấy mình chia sẻ, người thứ nhất không mua, người thứ hai tiếp tục mời đi uống cà phê, mất người thứ nhất 50.000, người thứ hai tiếp tục mời 50.000 nữa không mua, người thứ ba không mua, người thứ tư không mua, người thứ năm không mua. Các anh chị thấy sao? Các anh chị nếu theo anh chị, các anh chị đã dừng chưa? Các anh chị bảo không bán được đâu, cái này tôi không bán được, tôi dừng rồi, tôi không hợp với tôi, không hợp với em, không hợp với chị không làm được đâu, chị không có duyên, chẳng có duyên nào ở đây cả, không có duyên nào đâu, mà chỉ là việc chúng ta làm lâu là lên, làm nhiều là lên, làm nhiều là có kinh nghiệm. Chúng ta mời 5 người đi uống cà phê chia sẻ mà người ta không mua, mỗi người đấy chỉ nghe một lần thôi, nhưng mà chúng ta nghe lại của chúng ta là 5 lần rồi, và thi chia sẻ với anh chị là 9 lần đi ạ, 9 lần, 9 lần vẫn không mua. Nếu là các anh chị mà mời uống cà phê 9 lần mà hết 450 rồi, các anh chị không bán hàng, các anh chị dừng ngay, là các anh chị tiếp tục, anh chị comment đi ạ, anh chị dừng ngay, anh chị tiếp tục, anh chị dừng ngay tiếp tục, anh chị comment, anh chị đã ngủ chưa, anh chị ngủ chưa, dừng đúng không ạ? Ai dừng, ai dừng, ai dừng, à, mọi người comment tiếp đi. 9 người mất 450 rồi, dừng chứ gì, là nhỉ, có dừng không? Nhưng mà rất nhiều người tiếp tục thì không biết là học được học rồi hay là được học rồi hay là hay là cái chị cái chị mạnh dạn. Ai dừng là thua. Cũng như mô hình này đấy, vào đây rồi nhưng mà thì làm vài lần không được, thôi tôi dừng dừng. Thế rồi dạ 3 năm sau, 5 năm sau mới biết một cái người bạn của mình làm rupee, sau đấy nhiều tiền đấy. À, mà mình ngày xưa mình có làm rồi, có làm rồi mà mình có làm được đâu, mà sao nó làm lại giàu có thế, nó lắm tiền đấy, bởi vì mình dừng rồi còn đâu, mình dừng rồi còn đâu, đúng không? Nhưng mà thế chia sẻ các anh chị này đây nha, khi mà dừng mà mời đến gì ạ, mời đến người thứ 9 là mất 450 rồi vẫn chưa bán được. Nếu như một tư duy thông thường, một tư duy thông thường là dừng ngay, thậm chí các anh chị nhắn tin, các anh chị gọi điện, các anh chị free không mất tiền, mà các anh chị chia sẻ đến 10 người thì tin chắc rằng rất nhiều người nản, rất nhiều người bỏ cuộc, bảo rằng gì ạ? À, mặc dù là dùng mạng Zalo hoặc Messenger thôi, hoặc là dùng điện thoại mà chúng ta gọi là cùng mạng thì nó miễn phí đấy, khoảng mấy chục phút đấy, chúng ta chỉ cần nói chuyện đến, xong đấy chúng ta mời không ai mua, nhắn tin Zalo với gì không mua, chục người là nản rồi, hơn hạ hoặc 20 người là nản rồi, là free vẫn nản rồi. Nhưng mà thế chia sẻ các anh chị này, một cái công thức đấy nó luôn luôn đúng, là gì ạ? Là 9 người rồi mất 450 rồi, nhưng người thứ 10, anh chị hình dung là người thứ 10 là mình vừa bỏ tiền ra là một, thứ hai nữa là mình chia sẻ cho 10 người, mỗi người đấy chỉ nghe một lần thôi, nhưng mà mình được nghe 10 lần, và người thứ 10 là mình sẽ rút được ra tất cả các kinh nghiệm tại sao lại chính cái bà kia bà đã không mua của mình. Thì cái người thứ 10 là mình sẽ rút được ra, à mình sẽ không nói như này nữa, mình không nói cái kia nữa, và mình đánh thẳng vào cái nỗi đau của bà ấy. Để lúc đấy sau thì sao, người thứ 10 bởi vì làm là nó có kinh nghiệm đấy chị ạ,
chứ không phải bảo là tôi nhỡ đâu tôi mùng thứ 10 tôi không được, và mới 20 người 100 người cũng không được không, nó không có. Mà ở đây là các chị hình dung là cái gì nó cũng phải có kinh nghiệm cả, cái gì nó cũng phải rút ra kinh nghiệm cả. Nếu như chúng ta không làm, không đi là không đến, mà chúng ta đi là chúng ta đến. Và các anh chị hình dung một cái kỹ năng này thôi, khi chia sẻ được các anh chị thấy rất nhiều người, kể cả Giang Thúy, khi mà mình thành công ngoài kia rồi, mình có thể hội họp, mình phát biểu rất là hoành tráng rồi, nhưng mà vào phòng Zoom những cái lần đầu tiên mà Thúy lên Zoom, Thúy mở Zoom, Thúy chia sẻ với mọi người là run bần bật, thậm chí là mình còn dậy, còn tức phải là 5 giờ mới dậy, nhưng mà mình dậy từ 3 giờ rồi còn đâu, mình run. Nhưng mà bây giờ các chị ạ, bây giờ là quen rồi, chia sẻ nhiều với anh chị là chỉ có cháy giờ thôi, bảo cho 5 phút thì phải nói 15 phút vẫn chưa dừng đấy chị ạ. Còn lúc đầu là run bần bật thì chỉ có những người bảo là tôi lên là run lắm là tắt, thì chẳng qua là chưa làm nhiều, chúng ta làm nhiều là nó lên rồi. Thì các anh chị hình dung là chia sẻ 9 người không mua, chia sẻ đến người thứ 10 là mua cái lọ kem chị nám đấy, và lọ kem chị nám đấy là 1,5 triệu, giá là 1,5 triệu, và chúng ta thấy là chiết khấu khoảng 3 trên 30% đúng không, chúng ta lời được 500, lời được 500 ngàn. Và người đầu tiên là người thứ 10 các anh chị bán được là các anh chị hòa vốn đúng không, người thứ 10 mà chúng ta bán được là 1,5 triệu, mà chúng ta đã mời 10 người uống cà phê rồi, 10 người mất 500 ngàn rồi, thì điểm này mới là điểm hòa vốn các anh chị nhé, điểm hòa vốn. Nhưng mà các anh chị hình dung khi mà họ dùng cái kem chị nám này rồi, họ thích, họ thấy cải thiện, mặc dù ở ngoài kia là người ta phải đi gì? Người ta đi năm kim à, người ta đi làm cái gì ấy thì cũng không biết, là thấy rất, thêm rất nhiều người đi làm chị nám, và sau đấy là mặt họ, da của họ là mỏng đi, và nó một thời gian nó cũng trắng ra trong trong đâu đấy, nó lại hoàn đấy, sau một thời gian thì thế lại thấy nổi rất là nhiều chân nám, ví dụ như vậy nhé. Mà người ta mất rất nhiều tiền không phải là ít đâu, thế nhưng mà ở đây chúng ta có một kem chị nám, người ta thấy cải thiện rất là rõ, mà chỉ có 1,5 triệu thôi, trong khi đó họ đi hàng chục triệu vẫn vẫn bị nám quay trở lại, mà lại có hại nữa. Bắt đầu khách của chúng ta là thích cái kem chị nám rồi, và lúc đó chúng ta tiếp tục là bây giờ chị đã nám, chị đã cải thiện lên rất là đẹp rồi, em nhìn thấy chị rất là đẹp rồi, nhưng mà bây giờ chị muốn gì ạ, muốn cải thiện là chúng ta phải là gì ạ? Từ uống từ bên trong và bôi ở bên ngoài nữa, thì nó sẽ gì ạ, nó sẽ đẹp hơn, và chúng ta sẽ chốt combo làm trắng sáng, combo trắng sáng lúc đấy là nó sẽ chốt lời rồi, combo trắng sáng nữa là khoảng 2-3 triệu nữa, ví dụ như vậy, 2-3 triệu là lãi 1 triệu nữa rồi đúng không, lãi thêm 1 triệu rồi, dùng rồi họ thích rồi. Tiếp tục bây giờ là chị đã trắng đẹp rồi, khỏe từ bên trong rồi, nhưng mà bây giờ là thức ăn rồi, chị ở cái nội tiết tố nữa, cho nên là mình gì ạ, mình cần phải bổ sung thêm chăm sóc sức khỏe chủ động. Mà các anh chị mới vào, các anh chị cũng chưa hiểu về chăm sóc sức khỏe chủ động đâu, anh chị cũng chưa hiểu về giá trị của một số các cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng đâu, nhưng vào đi ạ, vào đi mới thấy giá trị của nó. Mà trước kia thì cũng không bao giờ dùng. Thì chia sẻ với anh chị, trước kia thì có một cái quan điểm là rất lạ, là ăn vào là đủ việc gì phải bổ sung cái gì hết, nhưng mà mình không có biết, mình có hiểu được cơ chế là có những thứ mà ăn vào nó cũng không bổ, nó không vào, nó chỉ hấp thu một chút xíu thôi, nhưng mà mình uống bổ sung thực sung thực phẩm chức năng thì nó lại rất tốt. Lúc đấy cho tiếp là các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động nhá, tiếp tục có thu nhập này, và khi mà họ dùng thế rồi thì bắt đầu chúng ta hỏi xem là có gì ạ, nhà chị nước rửa chén dùng cái loại gì, hay dùng Sunlight hay cái loại gì, bây giờ là dùng những cái đấy nó có hóa chất hay không, bởi vì chị thấy là ung thư thì nhận ung thư thì như thế nào, mà do gì ạ, khi mà mình rửa chén đấy thì cái lượng hóa chất nó vẫn còn đọng ở cái chén bát đấy, cho nên là lúc gì mình ăn vào tiếp tục nó cái chất hóa chất nó vào trong cơ thể của mình, nó tích lũy dần dần thì nó thành cái u cục, và nó trở thành các bệnh mãn tính hoặc bệnh ung thư. Tiếp tục bán thêm những cái sản phẩm khác, sản phẩm lau chùi, sản phẩm gì ạ, nước rửa bồn cầu đấy, rồi các cái sản phẩm về nước giặt, các cái sản phẩm tiêu dùng trong gia đình anh chị ạ. Lúc đấy là mình sẽ dùng những cái sản phẩm tiêu dùng, ý là họ sẽ mua, ví dụ như thế là có chị vợ của anh bạn mà học cùng lớp cao cấp lý luận với Thía từ năm 2018
2012, 2013 đến nay đã hơn chục năm rồi. Nhưng mà lúc bắt đầu tiến vào đây tiến kinh doanh rồi, lúc là chị thì là chị của vợ của anh bạn thôi. Gặp tiến một hai lần gì đấy. Chị ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Thì lúc đấy là cả lớp vào trong đó chơi. Vào trong chơi rồi thì là cũng gặp nhà anh chị đấy là đi ăn cơm, mời đi ăn cơm. Thế thì sau đấy là chị cũng biết mình rồi, thế sau đấy là bắt đầu mua ủng hộ một vài thứ. Rồi bây giờ là cần gì là lấy thôi. Em gửi cho chị cái này, gửi cho chị cái kia. Chị thì chị không trở thành đối tác bởi vì là chị công việc cũng rất là bận. Đấy, xong lại có một cái khách sạn này chị quản lý nữa cho nên là bận lắm. Nhưng mà tất cả sản phẩm là chị cần gì là chị nhắn cho mình là lên đơn. Thì các chị hình dung là làm khách hàng trung thành và có bao nhiêu tiền ạ? Nếu mà trở thành khách hàng trung thành thì một tháng là chúng ta cũng khá khá tiền đấy. Và nếu như mà người ta mua nhiều như thế, có những người người ta thấy là à sản phẩm tốt thế và mình có thể chia sẻ, mình có thể kinh doanh được thì họ trở thành đối tác của chúng ta. Thì một cái câu chuyện này là câu chuyện mà dường như là khó hiểu nhưng mà nó lại dễ hiểu, và dường như là nhiều người không để ý đến cái việc đó. Nhiều người không muốn bỏ ra một tí gì nhưng mà lại muốn thu về rất nhiều. Các chị có muốn không? Chúng ta không muốn mất một cái gì nhưng mà lại muốn được rất nhiều. Thì các anh chị phải hình dung là một là chúng ta cũng phải có những trải nghiệm, và thứ hai nữa chúng ta ở đây chúng ta phải có cái phí vì tạo ra một cái nền tảng mà nó lại thông minh đứng đầu ở trên ở Việt Nam thế giới như thế mà vào lại không mất gì, thì cái gì ai nuôi cho cái công ty đấy ạ? Ai nuôi cái công ty đấy? Chúng ta phải hình dung là chúng ta có một cái sàn, có quá nhiều sản phẩm, thì cái việc mà đưa 100 ngàn vào đấy mà chúng ta nếu như chúng ta chăm chỉ chịu khó thì chúng ta bán là vài chục triệu một tháng, chúng ta vẫn có thu nhập hàng chục triệu một tháng là chuyện bình thường. Mà chúng ta mất 100 ngàn như chúng ta là băn khoăn, rất nhiều người như vậy đấy chị ạ. Nhiều người băn khoăn và cơ bản là chúng ta đi lan tỏa chia sẻ thì người ta đều từ chối vì người ta bảo là sao mà không có tiền mà lại bắt đóng tiền. Thế chị có thấy không ạ? Dù kể ngay cả các anh chị mà vào đây, các anh chị phải thật thông thái mới lọt được vào đây. Còn gần như là chia sẻ là người ta cứ nghĩ đến đóng tiền là bảo sao mà không có tiền lại phải mất tiền. Thì cứ nghĩ rằng cái việc mà chúng ta phải cả là đi, chúng ta đi cấy thì cày, thì không biết có thu hoạch được hay không, nhưng mà phải bỏ vốn, phải bỏ giống, phải mua thóc giống, phải mua để phân bón, phải mua thuốc trừ sâu, rồi thì phải tiền điện nước thủy lợi phí đúng không ạ, cày nông thì mới có thể là làm được. Và cấy lên rồi mà đến lúc mà gặt mà nó đúng là trận bão thì đổ lúa đổ hết rồi cũng chẳng có được đồng nào cả, nhưng vốn đã bỏ ra rồi thì đấy là vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên, vẫn phải bỏ tiền vốn ra đấy ạ. Chứ còn có ai làm cái gì không đâu, không không đâu, và lại cũng không muốn học nữa, không có học, không có kiến thức. Thì chúng ta phải dùng sức khỏe và chúng ta phải dùng chất xám của mình nữa. Thì khi mà chúng ta có kỹ năng rồi, có kiến thức rồi, tự khắc là chúng ta sẽ thành công thôi các anh chị ạ. Thì đấy là những cái mà nó rất là thiên về tư duy. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được mà chúng ta dường như chúng ta vẫn cứ nói với các con của chúng ta là học thật giỏi để sau này chúng ta các anh chị có các con có công việc, các anh chị không, con không phải vất vả nữa và con có thu nhập cao. Anh chị có nói vậy không ạ? Thế nhưng mà mình thì đi làm thì rất nhiều người lại không đi học. Đấy là cái tư duy mà các anh chị phải thay đổi cho chính bản thân mình thì sau này mình mới có thể là đi chia sẻ cho người khác được. Thì cái phần này không biết các anh chị có đã hiểu cái phần này chưa? Thì thế muốn chia sẻ cho các anh chị để các anh chị hiểu đấy. Để hiểu thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng lắm. Và chúng ta không thấy tiếc. Chúng ta chi một đồng chúng ta thấy tiếc ạ. Thì không có thể làm lớn được các anh chị ạ. Nếu chi một đồng mà chúng ta thấy tiếc mà chúng ta gọi là bỏ con sắt sắt mà bắt con cá rô, ý là người ta cũng có ví dụ là chúng ta phải nghĩ là chúng ta chi ra để chúng ta được cái gì anh chị ạ. Thậm chí là chúng ta mời mọi người đi chơi đi ăn, mời mọi người đến để xem nhà chúng ta, ví dụ các chị có máy lọc nước, anh chị có cái gì nước lau chùi, anh chị vào mời khách vào nhà, sau đấy là mình làm demo cho người ta mình khoe cho người ta tự thấy thế mình đang dùng cái kia mà bây giờ nó hóa chất như thế nguy hiểm sức khỏe, xong đây là ung thư thì bây giờ mua thôi, mình phải 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 như vậy. Hoặc là mình muốn bán một số sản phẩm là mình phải, thậm chí là mình mời khách đến nhà ăn cơm, xong đấy câu chuyện câu trò các thứ. Chứ còn mà mình không muốn bỏ ra mất một cái gì ấy, mà lại muốn có rất nhiều tiền thì nó không bao giờ có, nó không bao giờ có cả. Thì đấy là một cái tư duy nó rất là trừu tượng nhưng mà nó lại rất giá trị cái chuyện, rất trừu tượng nhưng rất giá trị để chúng ta có quyết định là cái người thành công hay không. Và cái người thành công là cái người mà dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám dấn thân. Nghe chị nhá, các chị phải muốn thành công
thì các anh chị phải như vậy. Còn nếu như chúng ta làm rụt rè thì làm rụt rè thì kết quả nó cũng rụt rè thôi, làm chơi chơi thì kết quả nó cũng chơi chơi thôi, đúng không? Không có cái gì, nó không có cái gì, nó là quy luật rồi. Quy luật rồi, chúng ta phải bỏ đến đâu thì chúng ta được đến đấy, chúng ta cho đi bao nhiêu thì chúng ta nhận lại bấy nhiêu. Gọi là ông Duyên luôn ông nói rằng là thị trường không trả tiền cho bạn, mà thị trường trả lại cái giá trị mà bạn trao cho thị trường. Cái thu nhập của chúng ta chính là cái giá trị mà chúng ta trao đi thị trường ấy. Thì chúng ta phải nâng cái tầm giá trị của mình lên, và môi trường này là môi trường sẽ làm nâng cái giá trị của các anh chị đi. Và các anh chị dường như các anh chị bán hàng mà gì ạ? Bán mà như không phải là bán, và bán mà là bán chính bản thân của chúng ta, bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Không phải chúng ta cứ thấy có sản phẩm nó sao không bán được, như này thứ kia là nào bán được, chúng ta cứ vội vội vàng vàng như vậy, tất cả nó đều phải có cái quy trình cả các chị nhé. Và tối ưu lợi nhuận bằng mô hình siêu thị trực tuyến thì ở đây thì chúng ta thấy này, đây các sản phẩm của chúng ta, đây là một số các sản phẩm thôi, anh chị ở trên app anh chị có hết rồi, tiếp không chia sẻ sâu với cái này nữa. Anh chị thấy là sản phẩm của chúng ta là rất nhiều, và hoa hồng bán lẻ của chúng ta thì diện bình quân từ 20 đến 45%, bình quân 20 đến 45%, và gì ạ? Chúng ta tính là đâu đó thì cũng khoảng trên 30%, chia đều ra khoảng trên 30%. Và ở cái môi trường nào mà có thể nhập bình thường, anh chị phải là gì ạ? Phải nhập cái số tiền hàng tỷ đồng mới có thể có chiết khấu như thế này, đúng không? Còn chúng ta ở đây thì chúng ta chỉ có bỏ ra 100 ngàn mà chúng ta có chiết khấu như thế, thì nó quá là gì ạ? Thế ưu việt của cái mô hình này rồi, nhưng mà chúng ta không tận dụng được thì chúng ta đánh tuột thôi, đánh tuột anh chị. Thì đấy là những kiến thức mà tôi chia sẻ cho các anh chị ngày hôm nay, và nhắc lại này, cái nền tảng vững vàng khởi nghiệp thành công của chúng ta khóa học này đấy. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên là tôi đã học và giúp cho các anh chị về tư duy các anh chị nhé, giúp cho anh chị về tư duy là lợi thế kinh doanh vượt trội trên nền tảng Ropi. Các anh chị đã thấy một số cái điểm mà nhấn chốt chưa ạ? Nhấn chốt chưa ạ? Nhấn chốt ở đây là các anh chị gì ạ? Bắt đầu đi kinh doanh thì các anh chị phải lựa chọn là gì ạ? Thị trường, đúng không? Yếu tố đầu tiên là thị trường, rồi sau đó là gì ạ? Là gì ạ? Là công cụ sau đó là gì ạ? Mindset của chúng ta, đúng không? Mindset của chúng ta, thế rồi những cái ưu điểm mà vượt trội trên cái nền tảng Ropi của chúng ta so với cái mô hình là kinh doanh online thông thường, kinh doanh trực tuyến, hay là kinh doanh về MLM, hay là kinh doanh về nhượng quyền. Chúng ta đều tận dụng những cái ưu điểm mà vượt trội của những cái mô hình đó, tập hợp vào mô hình của chúng ta để giúp cho các anh chị có thể tối ưu tất cả mọi nguồn lực ở đây, thời gian, công sức, trí tuệ và các mối quan hệ của mình, đừng để nó lãng phí đi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ chúng ta ở cái mức bao nhiêu tuổi rồi, ví dụ như là Thía là mình đã 45, 46 tuổi rồi, tuổi âm của Thía là 46 và tuổi dương là 45 tuổi, mình sinh năm 1979, là gì? Bao nhiêu thời gian công sức mình học tập, mình rèn giũa, và gì? Mình có các cái mối quan hệ đó, thì dường như là mối quan hệ đó bây giờ lại trở lại là mình đã xây dựng từ rất bao lâu rồi, và bây giờ là lúc mà gì? Là gọi là thị trường trao giá trị, trao lại cái thu nhập cho mình ấy, khi mình trao giá trị đi đấy, thì những cái đó đều biến thành những cái dữ liệu của mình giúp người khác, giúp bạn của mình, giúp người thân của mình có sản phẩm tốt. Ví dụ như thế, ví dụ như là họ dùng được những cái sản phẩm tốt, chắc thông dụng trong gia đình mình thôi, không gì phải cao xa cả. Còn nếu có điều kiện thì mời dùng những cái sản phẩm tốt hơn, hoặc những cái thực phẩm chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đúng không? Còn nếu không thì dùng những cái sản phẩm mà thiết yếu trong gia đình thôi, đúng không? Thì đấy là cái cơ hội để mình có thể giúp người khác có sản phẩm và giúp những người khác có thêm thu nhập, là mình tận dụng thôi. Chứ còn mình cũng đã không tận dụng được cái đấy thì nó phí đi, đúng không? Thì đây là mô hình mà có thể nói là tối ưu mọi nguồn lực để có thể chúng ta có tối ưu nhất, để chúng ta có một kết quả tốt nhất. Thì các anh chị phải nắm được những lợi thế cái kinh doanh vượt trội trên nền tảng Ropi ngày hôm nay, và chúng ta phải hiểu thêm về cái xu hướng xu thế của nó, cũng như là cái việc là chúng ta phải xác định được các cái chỉ số yếu tố thành công là cái chỉ số CAC và CLV. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta bỏ ra để chúng ta tiếp của chúng ta, đây không chỉ ở trong cái Ropi đâu mà trong tất cả mọi cái lĩnh vực anh chị ạ. Khi mà chúng ta muốn cái gì thì chúng ta cũng phải có mất một tí gì đấy, đúng không? Ông ở viện ông mất con gà thì bà thò chai rượu, như như kiểu vậy, thì chúng ta mới gì ạ? Lúc đấy là chúng ta mới có thể xác định được kinh doanh thành công. Chứ còn nếu không là chúng ta bị lạc đấy, mình lạc lối, hoặc là chúng ta không nhận giá trị, là chúng ta bị gì ạ?
bị lỡ hoặc chúng ta lại bị tuột cơ hội mà người khác thành công mà mình không thành công anh chị nhé. Và buổi thứ hai là buổi ngày thứ năm này các anh chị nhỉ, sẽ học về chiến lược lựa chọn sản phẩm kinh doanh và công nghệ bán hàng siêu Việt ở trên internet, là buổi thứ năm nhé, buổi 19 giờ thứ năm. Và thứ sáu, tối thứ sáu là chúng ta sẽ học về về chính sách hợp tác, các anh chị phải học chính sách hợp tác để chúng ta hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia. Và buổi thứ bảy, tối thứ bảy là tiềm năng thu nhập và chiến lược xây dựng cộng đồng kinh doanh bùng nổ, và chúng ta sẽ học vào thứ bảy. Và chủ nhật tối, chủ nhật mà tối thứ ba của tuần thứ ba trong tháng là chúng ta sẽ học về quản lý tài chính. Thì chúng ta sẽ học có 5 cái buổi như vậy. Một tuần thì chúng ta có 3 cái buổi, buổi này là chính, sau đến buổi thứ sáu về chính sách hợp tác. Anh chị cần phải học, và các anh chị mới thì cần phải học đi học lại. Ở đây thì đã thấy có một số người đã học rồi, chúng ta học lại ấy, để hiểu hơn, về vỡ hơn, và chúng ta có một cái niềm tin cái chị. Khi mà niềm tin vững vàng rồi thì sóng gió mưa bão thì chúng ta vẫn cứ đi thôi. Còn nếu như mà niềm tin không vững vàng thì nay ai nói một câu này, mai người kia nói một câu khác, là các anh chị đổ bên nọ xong đấy đổ bên kia, đúng không? Cũng như một người đi chặt cây, cũng như chặt, người ta bảo là gì? Chặt cái bên này một tí, chặt cái bên kia một tí, sửa cái bên này một tí, sửa cái bên kia một tí, cuối cùng nó không ra cái gì cả, không ra một cái hình thù, gọi là đẽo, đẽo cày giữa đường đấy, một cái câu chuyện đẽo cày giữa đường đấy các chị đấy. Cho nên chúng ta phải vững vàng, chúng ta hiểu rồi, và các anh chị phải thực sự là thông thái để so sánh các mô hình khác ở ngoài thị trường, bởi vì ở trên thị trường nó có quá nhiều các cái mô hình mà thiết kế bây giờ là họ lợi dụng về online, họ lợi dụng về một số các cái mô hình về affiliate như cái nền tảng của chúng ta thành công như thế này, họ lợi dụng, họ đâu đó họ chỉ tồn tại một vài năm thôi để họ thu đủ tiền rồi họ cho tập, như vậy là tất cả mất hết anh chị. Có rất nhiều người đã bị như vậy rồi, chúng ta phải hết sức và thông thái. Chúng ta cái gì đúng, cái gì mà chúng ta nhận định đúng rồi và con đường đúng rồi, chúng ta cứ nỗ lực đi thôi. Còn nếu các anh chị thấy là chưa hiểu chỗ nào, chúng ta tiếp tục trao đổi, chưa hiểu chỗ nào chúng ta có thể liên hệ với người hướng dẫn của các anh chị, liên hệ với cái người mentor của các anh chị ở trong các nhóm để chúng ta được hỗ trợ, để chúng ta hiểu hơn, để chúng ta có niềm tin hơn, và chúng ta quyết định đây là con đường của chúng ta. Và nếu như các anh chị chỉ 3 triệu 5 triệu một tháng thì nó quá đơn giản, và các anh chị nếu muốn 10 triệu 20 triệu nó cũng quá đơn giản, nó không phải quá đơn giản mà nó cũng bình thường đấy, bình thường đấy ạ. Nhưng mà với điều kiện chúng ta chăm chỉ chịu khó, và chúng ta phải có cái niềm tin, và chúng ta phải đã có niềm tin rồi là cứ thế làm thôi, như thế thì không bị là ngang dọc ở ai phân tích một cái này cũng được, à đúng cái kia đúng một tí là thất bại anh chị. Thì đấy là những cái mà Thúy muốn chia sẻ với anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là các anh chị có hiểu vấn đề hay không, và anh chị thấy là chương trình buổi tối ngày hôm nay là cần một cái vấn đề gì, nội dung gì để các anh chị có thể cần trao đổi, không thì các anh chị có thể sẽ chia sẻ nhé. À vừa ai hỏi là Thúy vừa uống Diệp Lục các anh chị ạ. Bởi vì hôm nay nó cũng nóng một chút nên là Thúy uống Diệp Lục cho nó mát. Các chị comment đi, các anh chị comment xem là các anh chị có hiểu bài hay không, và các anh chị thấy được là bất kỳ một câu hỏi gì các anh chị có thể là comment trong chat, Tía sẽ trả lời các anh chị nhé. Nội dung buổi tối ngày hôm nay thì nó cũng có như vậy thôi, có như vậy thôi. Chúng ta phải vững rồi, có kiến thức rồi thì chúng ta mới thành công được các anh chị ạ. Còn nếu như không vững về kiến thức thì không có thể thành công được gì hết. Nên là Tía rất mong muốn là anh chị đi chậm cũng được, nhưng anh chị phải chắc về kiến thức, và anh chị phải có niềm tin. Nếu không có niềm tin thì các anh chị không làm được cái gì cả. Và các anh chị nghe người người này nói bên này hay, bên kia hay, và thì kiểm chứng rồi nha. Kiểm chứng rồi, rất nhiều người đi các nền tảng khác rồi về đây, rồi về 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 con số 0, về về con số âm. Và anh chị cũng đã có thu nhập rất tốt rồi. Bắt đầu đi thấy cái gì nhỉ? Thì đính hạt cái gì đấy thì thấy cũng có, cũng cũng đi theo rồi cuối cùng là mất vài trăm triệu đấy chị ạ. Không có gì dễ dàng, là nếu mà dễ dàng thì chỉ có gì ở trong bẫy chuột thôi, nên là không có gì dễ dàng cả. Ở đây có một con đường đi rất là chuẩn mực, và thế là đã là người đi rồi, đi qua rồi, và thế là người mà rất là khắt khe trong cái việc là mình lựa chọn. Nếu mà vào đây mà để làm hại cho người thân của mình, làm hại cho đối tác khi mà người ta mua dùng sản phẩm không tốt thì không làm,
vào đây phải giúp được cho anh em bạn bè, vào đây phải giúp cho mọi người có kiến thức, có kỹ năng và có một môi trường để kinh doanh lành mạnh, nhân văn và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thì hãng làm, còn không thì thôi nha chị. Thì đấy là những cái nội dung mà Thúy rất là mong muốn chia sẻ với anh chị. Và bây giờ chúng ta được hỗ trợ rất nhiều, là chúng ta không chỉ học kiến thức rồi sau đấy các anh chị có thể là tận dụng về các cái chương trình home training ấy, để mở các tỉnh đấy để chúng ta tận dụng, chúng ta tuyển đối tác, các anh chị mentor, các anh chị nhà cung cấp, các anh chị nhà phát triển sản phẩm sẽ hỗ trợ ở các vùng miền để các anh chị có thể tận dụng đưa vào đó. Thế và các chương trình live stream, các chương trình đào tạo tuyến ở trên app Robimon cũng là một chương trình là hỗ trợ cho các anh chị bớt một phần tư vấn đi, để các anh chị sẽ có tiếp cận được với họ và chính các chuyên gia, chính những người gì ạ, những người mentor, những cái người mà nhà cung cấp người ta giỏi, người ta sẽ chốt cho các anh chị. Cho nên là Thúy rất mong muốn là các anh chị gì ạ, hãy tận dụng ở cái môi trường này, các anh chị, đặc biệt các anh chị em mới, chúng ta có niềm tin và chúng ta hãy quyết tâm lên mục tiêu cho bản thân mình, cho mình nhất định là mình sẽ phải thành công. Còn nếu có một bất kỳ một cái câu hỏi gì, bất kỳ có một băn khoăn gì, các anh chị hãy liên hệ với người mentor của mình, hãy liên hệ với cái người hướng dẫn của mình, thậm chí là có thể là liên hệ với những người mà ví dụ như Giang Thế và các chương trình đào tạo của Giang Thế thì sẵn sàng hỗ trợ cho các anh chị, đúng không? Thì rất mong muốn là các anh chị sẽ cố gắng, và Thế tâm mong muốn là chúng ta cùng nhau thành công, chứ không chứ không muốn là một mình Thế thành công mà các anh chị lại ở lại, đừng để ai ở lại phía sau. Đấy là cũng là một cái câu slogan mà Thế rất mong muốn. Còn nếu như anh em bạn bè chúng ta, những người mặc dù xa lạ, thì ở đây cũng có thể có người biết Thế qua Zoom thôi, chứ còn gần như là không có người quen của Thế ở trong này, nhưng mà Thế rất là mong muốn mọi người thành công. Và mình khi mà mình đã kiếm được thu nhập rồi, có tự do về tài chính rồi, mình không còn quá vất vả nữa, thì lúc đấy cuộc sống của mình nó sẽ sang một trang khác anh chị, tư duy của mình nó cũng sẽ khác đi. Còn nếu mà cứ nghèo khó mãi và mình cứ quanh quẩn với cái đồng tiền không thì không có suy nghĩ được cái gì gọi là cái khó là bó khôn, là mình không có nghĩ được cái gì ra cả. Khi mà chúng ta không có tiền mà bố mẹ chúng ta ốm đau, con cái chúng ta ốm đau, thì các anh chị có sáng tạo được cái gì không? Không sáng tạo được cái gì. Các anh chị có thể trở thành những cái người mà nhân viên mà xuất sắc ở trong việc ở trong công ty không có, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn trăm thứ phải lo. Khi mà chúng ta không còn phải lo về tiền nữa thì các anh chị làm mọi thứ nó rất là thoải mái. Như bây giờ tiên đi làm thì cũng rất là thoải mái, bởi vì mình cũng có một cái nghề tay trái, mình có tiền rồi, nghề tay trái để nuôi nghề tay phải, thế chứ. Bởi vì chúng ta làm vì thế mình đam mê, và thế chúng ta làm vì không vì cái gì cả, không vì tiền nữa, là tự nhiên nó cũng sẽ tốt hơn, ý nghĩa hơn. Thì Thúy xin chia sẻ với anh chị như vậy nhé. Bên này là có 3.000 sản phẩm với anh chị nhé, rất nhiều sản phẩm. Như sản phẩm vào đây là sản phẩm chất lượng, còn bên Shopee là những cái sản phẩm mà các cái gian hàng của chúng ta, ví dụ các anh chị muốn đăng lên Shopee thì hoàn toàn có thể đăng được. Ở trên đấy họ không kiểm duyệt được về chất lượng, nhưng ở đây là chúng ta gì ạ, có cam kết về chất lượng là sẽ hoàn tiền 100%. Nếu khách hàng không hài lòng về bất kỳ lý do gì về sản phẩm thì trong vòng 90 ngày chúng ta nhà cung cấp họ sẽ nhà phát triển sản phẩm họ đền tiền 100%, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm với chị nhé, hoàn toàn yên tâm. Rồi thì Thúy xin phép được chia sẻ với các anh chị như vậy nhá. Nội dung này các anh chị sẽ có thể học lại vào tuần sau, và các anh chị học tiếp các anh chị nhá. Các anh chị mới, đặc biệt các anh chị mới là các anh chị sẽ học vào tuần sau, để cái tuần này thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy các anh chị nhé. Và chúc các anh chị thành công, sớm thành công tại Ropi nhé. Các anh chị cũng nghỉ sớm đi ạ, và sáng mai chúng ta dậy để học chương trình 5 AM các anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nhé.